xin chào tất cả quý vị hôm nay thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả thu thủy và tác giả đỗ ngát thu thủy là lần đầu tiên hợp tác với kênh với một câu chuyện mang tên vợ chồng tàn ác rất hay lấy bối cảnh tại một trại trẻ mồ côi và điều gì đã xảy ra tại nơi này mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua chuyến xe chở nhi và đồng nghiệp chuẩn bị tới địa điểm của chuyến đi từ thiện lần này đây là một ngôi làng nhỏ ở vị trí hẻo lánh hai bên đường những căn nhà cũ nằm lọt thỏm sau những hàng cây chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng hẳn trước cổng của một trại trẻ mồ côi có tên là làng trẻ em che việt khác với những ngôi nhà xung quanh máy ấm dành cho bọn trẻ khang trang hơn rất nhiều Nhi cùng hơn 10 người lần lượt xuống xe. Ai nấy đều tay sách nách mang những túi quà cho các em nhỏ. Chào đón bọn họ là một người phụ nữ trung niên với một nụ cười hiền hậu trên môi. Bà Ân hiện đang là người giám hộ cho gần 100 đứa trẻ ở đây. Nhìn thấy trên tay Nhi có rất nhiều đồ chơi. Một vài đứa trẻ tầm 4 hay 5 tuổi lon ton chạy lại gần cô. Dán mắt vào đó như muốn xin nhưng còn ngại ngùng Nhi chọn một góc và bắt đầu chia quà. Bọn trẻ lấy phép cầm lấy rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác chơi. Mọi người vui vẻ cùng nhau sắp xếp đồ đạc, chỉ một lúc sau đã nhanh chóng được hoàn thành. Đến giờ nấu ăn, Nhi lại cùng các chị em phụ giúp các cô nhân viên ở trong bếp. Buổi sáng khi đang quét dọn ở sân sau, cô thấy có một cậu bé đứng lấp ló bên gốc cây. Kỳ lạ là cậu cứ chăm chăm nhìn vào cô không chớp mắt lúc đó cô tưởng bọn trẻ đang chơi trốn tìm nên không để ý nhiều bây giờ chia đồ ăn cô mới nhớ ra nhưng nhìn xung quanh lại không thấy đâu cả nghĩ bụng chắc là trẻ con nhà hàng xóm nên cô không thắc mắc nữa chiều tối hôm đó từng chiếc xe rời đi có một cậu bé vẫn đang ngóng theo bóng dáng của một người đang xa dần gần một tháng kể từ lần đầu tiên tới trại trẻ dường như có thứ gì đó thúc giục nhi phải quay trở lại một lần nữa Tuần trước lúc ở nhà Cô có kể cho mẹ về chuyến đi Và dự định tuần này sẽ cùng Ngân đến nữa Bà lập tức đi mua rất nhiều bánh kẹo Còn sang nhà dì gom đồ chơi và quần áo Không dùng đến của hai đứa nhỏ Đưa hết cho cô mang tới cho đám trẻ Mỗi người một chiếc xe máy chất đầy đồ đạc Nhi và cô bạn chạy xe ra khỏi trung tâm thành phố Rồi chạy theo chỉ dẫn của bản đồ Vì đi xe máy nên lần này không mất nhiều thời gian chỉ là gần đến nơi đường xá có hơi lòng vòng một chút. Nhi liên hệ trước với nhân viên ở đây, nên khi biết hai người đến họ đã rất vui mừng. Có một vài đứa trẻ chỉ mới 4 hay 5 tuổi vẫn còn nhớ mặt cô, liền chạy đến ôm lấy chân khi thấy cô ngoài cổng. Mấy đứa lớn hơn thì ngại ngùng chạy ra chào hỏi rồi đỡ lấy đồ trên tay hai cô gái trẻ. Ngoài hai người cũng có rất nhiều các tình nguyện viên khác tới trước và đang cùng nhau dọn dẹp sân vườn bầu không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ giúp nhi giảm bớt áp lực trong công việc trong một khoảnh khắc cô vô tình nhìn ra gốc cây ở sân sau lại bắt gặp ánh mắt của cậu bé lần trước đang nhìn mình cô liền chỉ tay về hướng đó và hỏi một cô bé cho cô hỏi cái này nhé ừ, vâng ạ à. Nhóc có thấy cậu bé đang đứng ở gốc cây kia không có ạ à. Anh ấy và bạn rất hay chơi xích đu cùng bọn con Còn có bạn nữa à? Dạ, còn có thêm hai anh Nhưng hôm nay không đến ạ à? Vậy con có biết tên không? Con chưa nghe các anh nhắc đến bao giờ Vào buổi chiều lúc đang loay hoay ở nhà kho Nhìn lại bắt gặp cậu bé kia Lần này cô quyết định đi đến hỏi thăm Rốt cuộc là có chuyện gì Cô nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế xích đu đặt cạnh gốc cây cổ thụ và ngồi xuống. Mấy phút sau cậu bé mới ngại ngùng lộ mặt ra. Đó là một cậu bé khoảng 13 tuổi, có thân hình gầy gò, trên người mặc một bộ quần áo rách rưới và cũ kỹ, kiểu dáng chắc phải lâu lắm rồi. Cậu bé bước lại gần hơn một chút, nhìn thấy mặt mũi lấm lem như vừa bước ra từ nhà bếp vậy. Có vài vết xèo hay vết thương gì đó trên tay và cổ, bên dưới thì đi chân trần Cô yên lặng nhìn cậu Còn cậu vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cô Rồi cất tiếng gọi Có phải là em không? Nhị chưa kịp phản ứng lại Thì Ngân từ đằng xa đi tới vỗ vai cô Mày đang làm gì đó? Tao đang nói chuyện với một cậu bé Đâu? Tao làm gì thế ai đâu? Nó vừa ở đây Ngay sau gốc cây này mà Tao đi từ bên kia sang làm gì thế ai đứng đó thế thì lạ nhỉ nhì ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy cậu bé đâu liền ngồi kể chuyện về cậu nhưng ngân thấy bình thường cô cho nó chỉ là trò đùa của bọn trẻ con thôi không đáng bận tâm tối hôm đó khi đi ngủ nhì đã gặp một giấc mơ rất kỳ lạ cô thấy rất nhiều em nhỏ đang chơi đùa vui vẻ nhưng có một cô bé đang ngồi chơi một mình trong căn phòng chật hẹp tồi tàn Cô bé chừng 3 tuổi với mái tóc ngắn màu đen rối bời, đôi mắt long lanh, đang nhìn con búp bê trên tay. Thì bỗng nhiên có một đứa khác tới giành lấy và chạy đi. Bé gái bắt đầu mếu máu và khóc to hơn. Từ bên ngoài có một cậu bé chạy vào bế cô lên dỗ dành. Ngoan nào, ngoan nào, anh thương, đừng khóc nữa. Cậu lấy ra trong túi quần một con trâu làm bằng lá đung đưa trước mặt, đã giúp cô bé quên đi và nín khóc luôn hai anh em ngồi xuống chơi cùng nhau rất vui vẻ tiếng chuông báo thức vang lên làm như giật mình tỉnh giấc như cảm thấy cô bé có nét rất giống mình còn cậu bé lại chính là đứa trẻ luôn cố tình nhìn cô ở chạy trẻ tại sao nó lại xuất hiện cả trong giấc mơ của cô thế này thật là đáng sợ cô đã ghi lại hết được những gì mình nhớ lại và cuốn nhật ký rồi chuẩn bị đi làm thời gian cứ trôi qua cho đến thứ bảy cô xin nghỉ phép để về quê tổ chức sinh nhật cho hai đứa con bên nhà dì. Đêm hôm đó trong lúc xem lại ảnh chụp bọn nhỏ trong điện thoại, cô chợt nhớ ra, vội vàng hỏi mẹ. Không biết hồi nhỏ học mẫu giáo con trông như nào nhỉ? Tiếc là thời đó không có điện thoại để chụp lại như bây giờ. Con ấy à, người như cây kẹo, để tóc tém lại còn hay khóc nhè nữa. Đây là lần đầu tiên nghe mẹ kể về mình ngày còn bé điều mà mẹ hay người thân trong gia đình rất ít khi nhắc đến cũng không có tấm hình nào nên cô cũng không hình dung được mình như thế nào một phần vì rất tò mò về thân phận của đứa bé kia nên cô quyết định tuần sau lại đến chạy trẻ còn một phần là vì cô nhớ bọn trẻ ở đó nữa biết tin mẹ nhi lại vội vàng gói kém thêm thật nhiều đồ ăn để cô mang đi chẳng mấy chốc mà chiếc xe máy đã chặt ních đồ Lần này Ngân bận hẹn hò nên chỉ có một mình cô. Nhưng không sao vì Nhi đã nhớ đường nhờ hai lần trước rồi. Bọn trẻ thấy cô tới thì vui mừng khôn xiết. Đứa nhỏ thì ôm chặt không buông. Đứa lớn thì nhanh nhậu xách đồ vào trong nhà. Cả ngày hôm đó cô cùng mọi người bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho các em có ngày sinh trong cùng tháng. Cô đã giữ lại một chút bánh kẹo và mang ra cho cậu bé kia. Nhưng hôm nay cô lại không thấy cậu ở đó chờ cô nữa. Mất một lúc sau khi Nhi đang ngồi bấm điện thoại trên xích đu, cậu ta mới chịu xuất hiện, nhưng không hề có tiếng động khiến cô có chút giật mình. Cô mỉm cười và lấy ra một vài viên kẹo. Nào, lại đây, đừng sợ. Để thấy bộ dạng cậu nhóc vẫn như lần trước, Nhi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi trực tiếp. Sợ làm cậu chạy mất cậu chưa kịp chạm tay vào những viên kẹo thì nhi đã vươn tay định lau mặt cho cậu khi vừa chạm vào cô xứng sở nhận ra mình không thể chạm vào được bởi vì cơ thể này không có thật cô nhìn xuống lòng bàn tay mình thấy tay cậu bé rõ ràng là đụng vào những viên kẹo nhưng lại không cầm lên được dưới ánh nắng mặt trời cậu cũng không hề có bóng lúc này nhi mới tá hỏa nhận ra liền chạy bột mạch vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Chuyện này là như thế nào? Cậu bé không phải là con người sao? Lẽ nào là một hồn ma lang thang ở nơi này? Tối hôm đó sau khi trở về phòng Nhi, liền gọi điện kể câu chuyện quái dị này cho Ngân nghe. Vì lo lắng cho bạn nên Ngân đã sang phòng trò chuyện và ngủ cùng cô. Mày thấy thế nào rồi? Tao ổn. Chỉ là lần trước đi về. Tối hôm ấy tao có nằm mơ thấy thằng bé Sao hôm nay mày mới chịu nói Kể nghe đi Ngân nằm bên cạnh yên lặng lắng nghe Việc này ngay cả với mẹ cô cũng chưa hé nửa lời Không cần biết cậu bé có ý đồ tốt hay xấu Ngân lồm cồm bò xuống giường Đi tới căn bếp lục lọi gì đó Lúc quay vào trong Nhìn thấy hai tay Của bạn hai bên một con dao nhỏ Bên kia một cái kéo và tỏi Mày làm cái gì đấy tao sẽ giúp mày không còn gặp ác mộng nữa vừa nói ngân vừa bỏ dao và kéo xuống dưới tấm ga phía đầu giường nơi cô nằm còn củ tỏi thì chia nhỏ và nhét vào bốn góc giường nếu không được thì mày nên đến chùa xem sao tao sợ thằng bé gây xui xẻo cho mày đó gần nhà có một ngôi chùa mẹ tao hay đến đợi cuối tuần về tao sẽ đi cùng mẹ tuy nhiên những thứ này không có tác dụng tối hôm đó nhìn lại nằm mơ thấy không chỉ một mình cậu mà còn rất nhiều đứa trẻ khác những hình ảnh về một nơi xa lạ cứ liên tiếp xuất hiện chớp nhoáng mờ nhạt giống như một thước phim cũ không màu cô thấy cậu và vài đứa khác phải làm việc đứa thì cầm cây chổi to cao hơn người đang ra sức quét một khoảng sân đầy lá đứa lớn hơn thì đi nhặt củi rồi bác từng bó từ khu rừng bên kia mang về một lúc sau cậu và những đứa nhỏ hơn đi từ ngoài cổng vào Người ngợm lấm lem bẩn thỉu Trên tay cậu cầm một cái túi vải Chứa một vài món đồ linh tinh Và chút tiền lẻ Đám nhỏ có vẻ sợ sệt Đụt rẻ đi vào trong nhà Một lát sau Cô nghe thấy tiếng quát mắng của một người phụ nữ Sao? Hôm nay kiếm được ít thế này Có phải bọn mày giấu bớt đi phải không? Không thấy có tiếng trả lời Bà ta lại tiếp tục chửi bới vào mặt lũ trẻ Bị cầm điếc hết cả lũ rồi à? Sao không đứa nào trả lời? Dạ... dạ không phải à Bọn con bị người ta chấn lột Nên chỉ còn một ít thôi à Thằng Bình nói mau Có thật không? Dạ... thật à Lần sau nữa là cho nhịn đói cả lũ đấy Biết chưa hả? Người phụ nữ chuẩn bị bước ra ngoài Thì nhi tỉnh giấc Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt bà ta Để xem là ai mà ác như vậy còn khung cảnh ở đó giống như là một nơi dành cho trẻ em mồ côi nếu vậy thì bọn trẻ thật tội nghiệp chúng xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị bóc lột như thế đến hôm về nhà cô dành cả buổi tối để kể cho bà nghe về chuyện gặp phải hồn ma cậu bé và còn nằm mơ thấy cậu nhiều lần bà tỏ ra lo lắng nhưng đến đoạn miêu tả ngoại hình của cậu gương mặt bà bỗng trở nên khó coi giống như đang lo sợ điều gì đó Sáng hôm sau, hai mẹ con cô cùng nhau đi mua hoa tươi và trái cây mang lên chùa làm lễ cầu bình an. Khi bà khấn xong, cô vẫn thấy vẻ căng thẳng trên mặt bà không bơi bớt chút nào, hình như đang muốn giấu giếm điều gì đó. Buổi tối sau khi cơm nước xong, mẹ sang nhà hàng xóm chơi, chỉ còn mỗi mình cô ở nhà. Nhị bước đến gần bàn thờ, nhìn vào di ảnh của bố, nước mắt lại tự động trào ra. Cô luôn mong cho ông ở thế giới bên kia được yên nghỉ Không phải lo lắng cho mẹ con cô đâu Ngày trước bố mẹ cô lấy nhau gần chục năm Nhưng vẫn chưa có con Nghe ông kể lại rằng phải mất rất nhiều công sức và tiền của mới sinh được cô Vì vậy mà ông thương cô nhiều lắm Luôn dành những thứ tốt nhất cho cô Nhưng cuộc đời không ai lường trước được điều gì Năm nhi lên cấp 3 thì bố qua đời vì tai nạn giao thông bỏ lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống mẹ cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô ăn học cho đến tận bây giờ bởi vậy mà cô càng thấy thương mẹ nhiều hơn chỉ mong bà luôn được vui vẻ thấy phòng của mẹ có chút bừa bộn nhi đẩy cửa vào sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng cô nhìn một lượt chợt nhớ lúc chiều mẹ bảo xem cho bà ổ khóa của cái tủ gỗ trong phòng bị kẹt không mở được nhi ngồi xuống loay hoay một lúc thì mở được nhưng phải thay cái khác thôi tò mò không biết trong đó có gì mà mẹ cô khóa kỹ như vậy nhi lôi hết đồ bên trong ra xem thử thì ra là một vài giấy tờ quan trọng cả tiền cô gửi về bà cũng để dành hết vào đây và còn có một tệp những tấm ảnh cũ đã phai màu đều là ảnh chụp gia đình vài tấm chụp nhi hồi mới đi học lúc diễn văn nghệ khi thì nhận bằng khen Lâu lắm rồi cô mới thấy lại chúng kể từ khi bố cô mất. Lật mãi tới cuối cùng lộ ra một tấm ảnh trắng đen đã bị hoen ố gần hết, có lẽ nó cũng lâu rồi thì phải. Trong đó là một người phụ nữ đang nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, trên tay bế một bé gái, phía sau lưng nơi bà đang đứng có một dòng chữ nhưng nó đã bị nhòe đi không thể đọc được. Nhìn nhận ra đây mẹ mình hồi trẻ còn đứa bé kia có lẽ là cô nhưng tại sao càng nhìn cô càng thấy rất quen đó chẳng phải là bé gái ở trong giấc mơ của cô sao nếu đúng là cô thì hồi đó hai mẹ con đã chụp tấm ảnh này ở đâu cô chưa bao giờ được nghe mẹ nói về nó vậy thì cô và cậu bé kia phải có quan hệ gì thì cậu mới theo cô chứ gọi là em gái lẽ nào hai người là anh em có quá nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu cô Đúng lúc này thì mẹ về, như không do sự mà cầm tấm ảnh đi ra ngoài hỏi mẹ. Mẹ ơi, cô bé này là con hồi nhỏ phải không ạ? À? à, ừ. Lúc này là chụp ở đâu vậy ạ? À? Lâu quá rồi mẹ cũng không nhớ rõ, mà còn tò mò làm gì chứ. Thấy bà không chịu nói thật, nhưng cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng. Có phải con còn có một người anh trai nữa phải không ạ? À? không có ai nói với con như vậy bé gái con thấy trong mơ đó chính là con nên mẹ đừng giấu nữa nói cho con biết đi đến nước này bà biết mình không thể giấu thêm được nữa cô cũng đã lớn và đến lúc biết sự thật bà ngồi xuống chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó vợ chồng ông bà lấy nhau mãi mà chưa có con nhưng không phải như bố nhi nói sau này sinh ra cô mà là cô được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi làm vậy là vì bố cô bị vô sinh đã mất bao nhiêu công sức tiền bạc và thời gian nhưng không có kết quả mấy năm sau họ vẫn miệt mài chạy chữa còn lên chùa cầu khấn nhưng không có tiến triển gì điều đó làm mọi người trong gia đình rất buồn đặc biệt là mẹ cô họ hàng làng xóm thấy vậy cũng thương lắm họ khuyên nên đi nhận con nuôi vì con cái là duyên trời cho đâu phải muốn có là được đâu sau đó một người trong thôn mách cho bố mẹ cô ở bên tỉnh lân cận có một nơi đang nuôi trẻ mồ côi nhìn tội lắm có được địa chỉ là hai vợ chồng ngay lập tức đi đến đó trên chiếc xe máy cố trước mắt hai người là một ngôi nhà nhỏ đã được sửa lại cho kiên cố hơn thấy có người lạ tới mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài sân ngơ ngác nhìn ra một đứa lớn hơn lật đật chạy vào trong nhà sau đó có một người phụ nữ hơn 30 tuổi vui vẻ bước ra, đón hai vợ chồng vào trong nói chuyện. Bà Diễm khi đó đang là người giám hộ của hơn 20 đứa trẻ ở đây. Trong khi ở căn phòng bên có một cô bé đang ngoan ngoãn, ngồi chơi cùng anh trai mình. Bà đứng ở cửa ra vào thấy một cô bé đáng yêu đang cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy bà Diễm ở phía sau, hai anh em ôm chặt lấy nhau rẻ chừng nhìn bà ta. Mẹ Nhi ngồi xuống gần hai đứa vươn tay ra ngỏ ý muốn bế cô ban đầu còn hơi rụt rè nhưng chỉ một lúc sau cô bé đã xả vào lòng bà ngồi một cách ngoan ngoãn còn người anh trai liền chạy ra ngoài núp ở một góc nghe hai người phụ nữ nói chuyện cô bé tên nhi còn thằng anh tên bình hai đứa là anh em ruột trong một hộ gia đình nghèo ở làng bên người bố đã bỏ nhà đi biệt tâm khi nhi mới được vài tháng tuổi trong nhà chỉ còn lại ba mẹ con chăm sóc lẫn nhau Tới khi Nhi được hơn 2 tuổi Thì mẹ ruột bị bệnh ung thư và không qua khỏi Bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa Chính quyền thấy vậy đã mang bọn trẻ về đây để tiện chăm sóc Chuyện cũng mới diễn ra cách đây vài tháng thôi Cúi xuống nhìn Nhi bé bỏng đang ngồi yên lặng trong vòng tay mình Bà thấy thương cô nhiều hơn còn nhỏ như vậy đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ trong khi vợ chồng bà thì mong mỏi bao năm vẫn chưa có nổi một muộn con ông trời thật là không công bằng mà ngày hôm đó ông bà quyết định nhận nuôi hai anh em nhi nhưng khi đi làm thủ tục họ mới biết kinh tế gia đình hiện tại chưa đủ điều kiện như trong giấy tờ nên chỉ được nhận nuôi một trong hai đứa mà thôi vậy là bố mẹ đã chọn nhận nuôi nhi vì cô còn quá nhỏ lại còn bị suy dinh dưỡng và nhiều bệnh khác nữa. Còn về phía Bình dù có hơi buồn, nhưng cậu không trách họ. Chỉ mong em gái có một cuộc sống đầy đủ là cậu vui rồi. Bố mẹ cũng hứa sẽ nhận nuôi cậu và cho cậu đi học trở lại khi họ tiết kiệm được một khoản. Đến khi sức khỏe Nhi ổn định hơn, bố mẹ thường xuyên đưa cô về thăm anh trai, còn mua rất nhiều quần áo và sách vở cho anh nữa. Cuộc sống êm đềm trôi qua chưa được bao lâu Thì bố mẹ Nhi nhận được tin dữ Nơi ở của những đứa trẻ bị thiêu rụi hoàn toàn trong một đêm Nguyên nhân được cho là xuất phát từ trong bếp Than củi vẫn còn nóng Đã bén vào nắm lá khô Làm nó bắt lửa và cháy lan sang đống củi bên cạnh Sau đó ngày càng cháy to hơn Lan rộng khắp các gian phòng khác Cho đến khi thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà Lúc đó mọi vật đều chìm trong giấc ngủ may sao có người hàng xóm phát hiện đã chạy sang hô hoán cho mọi người biết lúc đó hiện trường vô cùng hỗn loạn bọn trẻ được người lớn lần lượt cứu ra ngoài nhưng vì gió to khiến ngọn lửa bùng lên dữ rồi cản trở việc cứu người bảy phút sau có một chú lao vào đám cháy rồi chạy ra khi trên tay đang bế một cậu bé cứ như vậy chú đã cứu hết được những đứa trẻ bị mắc kẹt nhưng tiếc rằng có ba đứa nhỏ đã tử vong do bị ngạt thở không may mắn trong đó có bình anh trai nhi bố mẹ nhi sau khi biết tin vô cùng đau lòng họ đã luôn dằn vặt nếu như họ có thể nhận nuôi cậu sớm hơn thì đã không xảy ra vụ việc này vì không muốn con gái phải đau lòng mọi người trong gia đình đã thống nhất với nhau sẽ không bao giờ nói sự thật cho cô biết bà nghẹn ngào kể lại trong khi nhi ngồi đối diện nước mắt tuôn trào lúc nào không hay Nói ra được hết bí mật về dấu kín mấy chục năm trời Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều Bà ôm cô vào lòng thủ thì Bố mẹ thật sự xin lỗi con gái Không, mọi người không có lỗi Nhờ gia đình con mới được như ngày hôm nay Mẹ đừng nói như vậy mà Mẹ rất tiếc về anh trai con Đó là người thương con nhất trên đời này Sau đám tang của bọn trẻ Bà luôn cảm thấy ân hận Và phải làm gì đó cho cậu bé vậy là từ năm đó hàng tháng bà vẫn thường lên chùa dâng lễ và cầu nguyện mong cho cậu yên nghỉ sớm được siêu thoát nhưng tất cả đều vô ích khi biết bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn ở đây chờ đợi điều gì đó lẽ nào chỉ để gặp lại nhi thôi sao biết mình chỉ là con nuôi như không khỏi có chút chạnh lòng nhưng không vì vậy mà cô ghét bỏ hay giận hờn ai cả việc mọi người nhất là bố mẹ cô giấu kín điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi cô thật sự đã cảm nhận được chỉ là không ngờ cô còn có một người anh trai và đó lại chính là cậu bé đã gặp ở trại trẻ mồ côi có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh đã nhận ra cô chính là em gái nên mới thu hút sự chú ý của cô còn xuất hiện cả trong mơ nữa hiện tại cô cũng có thắc mắc như mẹ rằng anh trai còn ở lại đây đến tận bây giờ là có mục đích gì nếu những chuyện xảy ra trong mơ là thật lẽ nào là muốn giúp anh trả thù đêm đó trong giấc mơ nhìn lại nằm mơ thấy một ngôi nhà xa lạ cũ kỹ ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi có khói bốc lên từ một gian phòng rồi ngọn lửa bùng lên cùng với gió nhanh chóng lan sang căn phòng khác vài phút sau có chú hàng xóm và vài người khác nữa phá cửa ngoài cổng xông vào hô to cháy 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 rồi bà con ơi họ đập ầm ầm vào cánh cửa nhà rất nhanh người bên trong đã mở cửa cùng với đám trẻ chạy ra ngoài sau đó từng người lấy xô chậu múc nước đổ vào đám cháy nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa càng ngày càng lớn khiến mọi người chỉ có thể đứng nhìn nó thiêu rụi ngôi nhà hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn căng thẳng mãi cho tới khi một nhân viên chăm sóc đếm người phát hiện ra thiếu mất ba đứa trẻ Vậy là chú hàng xóm không sợ nguy hiểm Lao vào bên trong cứu người Vài phút sau ông ta chạy ra ngoài Khi cóng trên lưng một đứa bé là Bình Hai đứa nữa cũng được chú cứu ra sau đó Nhưng thật đáng tiếc cả ba đã bị ngạt thở Và không qua khỏi Ai nấy đều ra sức làm cấp cứu cho bọn trẻ Không còn tâm trí nào quan tâm đến mọi thứ xung quanh Nhưng có một người đàn ông dáng vẻ hết sức khả nghi Hầu như ông ta không làm gì cả Chỉ đứng đó nhìn và nhìn cho đến khi ngôi nhà cháy rụi hoàn toàn. Trong vô thức, Nhi đã khóc rất nhiều, khiến mẹ cô nằm ngủ bên cạnh lo lắng đánh thức con gái dậy. Cô kể cho bạn nghe về những gì mình thấy trong mơ. Bà không biết làm gì ngoài việc an ủi cô, rồi hai mẹ con không ngủ mà nằm như vậy cho đến sáng. Ngày hôm đó hai mẹ con gác lại công việc để quay lại chạy trẻ, trẻ mồ côi trước khi đến đó mẹ đã dẫn cô tới thăm mộ của anh trai cách đó vài cây số ba ngôi mộ nhỏ được đặt cạnh nhau với tấm bia đá khắc chữ đơn giản dù có bị hao mòn vì thời gian nhưng chúng luôn được chăm sóc cẩn thận nhi quỳ xuống trước mộ anh trai rồi thắp cho anh nén hương dù ngày đó còn quá nhỏ để có thể nhớ bất kỳ điều gì về anh nhưng cô cảm nhận được anh luôn là người che chở và yêu thương cô hơn bất kỳ ai như đã hẹn khi mẹ con cô đến nơi bà ân đã đợi sẵn ở trong phòng vừa lúc nhìn thấy bà mẹ nhi lờ mờ nhận ra gương mặt này có chút quen thuộc thì ra năm nhi được nhận nuôi bà ấy đang làm nhân viên chăm sóc ở đây nghe mẹ nhi nhắc đến chuyện năm đó bà đã rất ngạc nhiên quay sang cô cô bé năm đó là con bé nhi sao vậy mà không thấy nó nhắc đến gì hết nó cũng mới biết gần đây thôi thật may mắn làm sao khi nó được ông bà nhận nuôi trước khi xảy ra vụ cháy năm đó hai người phụ nữ bồi hồi nhớ lại nhắc đến bình bà ân không khỏi đau lòng giá như không có vụ hỏa hoạn thì bọn trẻ bây giờ đã lập gia đình hết rồi bà đưa nó ra thăm mộ thằng bé chưa trước khi đến đây thì tôi đã dẫn nó ra đó rồi Sau so đám tàng vợ chồng chúng tôi cũng là vì quá đau lòng nên đã không thể quay lại đây thăm mọi người được thật là ngại quá Bà đừng nói như vậy Quả thật không ai lường trước được chuyện gì sẽ đến Dù không quay lại đây Nhưng năm nào vào ngày rỗ của Bình Ông bà cũng đến thăm mộ cậu bé Bà luôn mang đến một bó hoa tươi Và loại kẹo mà cậu rất thích ăn khi còn sống Sau đó bà ân dẫn mẹ cô đi quan sát một vòng xung quanh khu nhà Đến khi thấy cái cây nơi nhi gặp hồn ma của anh trai Bà vội hỏi Chà, cái cây kia to quá Chắc cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ Nó cũng tầm hơn 30 năm rồi thì phải Nhưng vẫn còn xanh tốt lắm Ngoài này Nhi đang ngồi trên xích đu tâm sự với anh trai Sau một hồi trò chuyện Bình dẫn cô ra vườn cây cách đó vài mét Đi được một lúc Nhi thấy trước mắt một đống gạch đá đổ nát Cỏ dại mọc um tùm xung quanh Cô đi vòng quanh quan sát một hồi lâu Dường như nhận ra gì đó Đây là Phần còn lại của ngôi nhà đó phải không? Giờ thì chỉ còn là một đống gạch vụn Người đàn ông trong giấc mơ đó là ai vậy? Hắn ta chính là người đã ra tay phóng hoàng ngôi nhà Trời đất, thật là độc ác Sao ông ta lại làm như vậy chứ? Nhớ lại năm xưa Bởi vì chết oan nên linh hồn cầu không thể nào siêu thoát được Sau khi chết hồn phách cứ lang thang khắp nơi Không nhớ bất cứ điều gì Cũng không biết phải đi đâu một thời gian sau Bình bắt đầu nhớ ra người đàn ông đã đốt nhà Cậu liền đi tìm ông ta ở khắp nơi Cuối cùng vào buổi chiều tối nhìn thấy hắn ta đi xe đạp trên đường trong tình trạng say rượu Cậu đã bám theo và che mắt hắn Quả thật ông ta mạng lớn Bị ma che mắt và bị ngã xuống mương nước sâu trước mặt Còn đang say khướt nhưng vẫn không hề hấn gì Vài tiếng đồng hồ trôi qua Gia đình không thấy người về đã vội đi tìm cuối cùng thấy ông đang nằm ngất lịm dưới đó chiếc xe đạp thì đè lên nửa thân dưới ông ta ở lì trong nhà nghỉ ngơi tận mấy ngày khiến cậu mất kiên nhẫn nên đã hủ dọa gá ở trong mơ một tuần rồi một tháng liên tiếp đêm nào cậu cũng quấy phá không cho ông ta được ngủ ngon giấc bắt đầu độ bệnh nặng phải nằm viện dài ngày sau đó bình quay về trại em trẻ mồ côi và thấy một ngôi nhà khang trang sạch sẽ hơn trước rất nhiều bỗng nhiên nhìn thấy bà diễm đang la mắng đám trẻ cậu nhớ lại khoảng thời gian ở đây bị bà bạo hành chửi bới coi như một công cụ kiếm tiền cậu thật sự căm ghét bà ta từ đó cơn giận dữ ngày một tích tụ nhiều hơn khiến cậu tìm mọi cách trả thù người đàn bà ác độc và tham lam này trong một lần cậu nhìn thấy bà ta đang nói chuyện điện thoại nhưng cứ ngó nghiêng xung quanh giống như sợ người khác nghe thấy cô diễm ơi làm ơn cứu tôi với có chuyện gì vậy thằng bé kia nó đến tìm tôi đòi mạng còn dọa sẽ giết tôi nữa đứa nào mà to gan vậy hả trong mơ tôi thấy nó đè lên người sau đó còn bóp chặt cổ khiến đêm nào tôi cũng mất ngủ ông bị điên à vậy tìm thầy đi chưa tôi thì giúp được gì chuyện này không phải do cô mà ra sao nếu không vì thiếu tiền có đánh chết tôi cũng không làm cái việc thất đức này Thằng bé đó không may mất mạng là do xui xẻo thôi Nghe đến đây bà ta có chút hoảng sợ Lẽ nào khi chết thành ma mấy đứa này biết chuyện nên quay lại trả thù Thôi được rồi, ông cố chịu đựng thêm đi Để tôi nghĩ cách Mà nhớ giữ mồm giữ miệng đấy, biết chưa Thế thì cô cho tôi xin thêm chút tiền thuốc thang Nằm viện gần tháng trời cũng tốn kém lắm Đợi tôi vài ngày nữa đi Để tôi nói với ông chủ vương Đến đoạn này nhìn lại càng rối Từ xưng ở đâu lại xuất hiện thêm hai người nữa vậy Cô quay sang hỏi anh trai Bà Diễm với ông Vương là ai? Bà ta là người giám hộ của bọn anh Còn ông Vương hình như là phú ông trong làng thì phải Nhà và đất ở đây đều là của ông ta hết Họ đã thuê gã kia đi đốt nhà sao? Lý do là gì chứ? Tất cả là vì tiền bảo hiểm của căn nhà ông ta đã mua mấy năm trước còn việc khoản tiền ủng hộ từ nhiều nơi khác nữa. Trong trí nhớ của mẹ cô năm đó, bà ta là một người phụ nữ trẻ đẹp, khéo léo biết cách ăn mặc. Mỗi lần đến thăm trại trẻ, bố mẹ Nhi hay những vị khách đều được chào đón rất nồng nhiệt và chu đáo. Cách nói chuyện hay đối xử với những đứa trẻ và nhân viên ở đó cũng rất nhẹ nhàng, ân cần. Không ai có thể ngờ rằng, sau dáng vẻ đó là một mụ đàn bà độc ác và tham lam. Vì tiền mà làm không chữa một thủ đoạn nào. Sau khi quan lại với ông vương được một thời gian và bị chồng phát hiện, bà ta đã không ngần ngại công khai mối quan hệ, yêu cầu ly dị chồng và được chấp thuận. đứa con gái duy nhất bà cũng không cần để không làm cản trở việc bà đến với người đàn ông khác. Ông vương nổi tiếng là một phú ông giàu có ở làng quê nghèo, cũng nhờ vào cuộc cải đời trước để lại mà ông ta không cần làm gì nhiều chỉ cần bán cho thuê vài miếng đất là ăn cả đời không hết vì vậy mà khi đã có vợ con ông ta vẫn gạ gẫm lăng nhăng với người khác trong đó có bà diễm chỉ đợi bà ly hôn xong ông liền sửa sang lại ngôi nhà cũ không dùng đến của gia đình mình lấy đó làm nơi nuôi nhận trẻ em mồ côi và cho người tình làm chủ còn mảnh vườn sau nhà để trồng trọt và chăn nuôi vì nơi này là của ông nên khi ông thường xuyên ghé thăm cũng không có gì lạ lùng nhưng ai trong thôn cũng biết lý do thật sự ban ngày láo đến sau đó rời đi luôn đến tối lại tìm vào phòng riêng gian díu với nhân tình trong mắt sơn cùng các bạn và nhân viên ở đây bà là một người rất đáng mến vì bà mà bọn trẻ mới có máy ấm mới có được một nơi để che chở còn mấy cô nhân viên thì tìm được việc làm tạo thu nhập cho bản thân và gia đình nhưng dần dần họ nhận ra con người thật sự của bà. Bà ta trở nên khó chịu với đám trẻ con, vô cớ mắng chửi, thậm chí là đánh đập ngay tại chỗ khi cảm thấy không vừa ý. Có một lần cô bé mới 6 tuổi đang nô đùa không may làm vỡ mất một cái ly uống nước trên bàn mà nó lại được bà ta rất yêu thích. Bà ân khi đó mới vào làm đã vội bế cô bé đi chỗ khác để dọn dẹp. Đang loay hoay nhặt những mảnh vụn thì nghe tiếng cô bé hét lên thất thanh là do bà Diễm tức giận đã chốt lên bé gái bằng cách vớ lấy cây trội gần đó quất tới vào người, vào lưng rất dã man. Bà ân vội chạy đến van xin rối rít và mang cô bé đi bôi thuốc. Một lần nọ, có năm cậu bé tầm 10 tuổi nằm ngủ trong căn phòng nhỏ. Đến nửa đêm dường như cả bọn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi thì thầm với nhau. Bọn mày ơi, tao đói quá. Tao cũng vậy, tao nữa Hay là xuống bếp lục đồ ăn đi Nhưng tao sợ cô Diễm lắm Nhớ bị bắt là no đòn Qua ánh trăng chiếu rọi vào phòng Bọn trẻ chỉ biết nhìn nhau ngao ngán Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp Nhưng làm sao ngủ được khi bụng đói Chúng thì nhau déo lên từng hồi Cuối cùng có một đứa ngồi dậy rời khỏi giường Rồi cả đám lén lút theo sau đi xuống bếp Cả đoạn đường xuân sẻ vì có ánh trăng rọi xuống nhưng đến khi vào trong bếp lỡ đụng phải đống củi khô, làm chúng rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Sợ bị phát hiện, bọn trẻ chưa kịp làm gì đã ba chân bốn cẳng chạy vội về phòng, mà không hay biết bên khung cửa sổ bà Diễm đã nhìn thấy hết. Sáng sớm hôm sau, năm đứa trẻ đã bị bắt quỳ xuống đất. Sau đó bà ta lấy roi quất vào mông từng đứa một, vừa đánh vừa chửi như tát nước vào mặt. Một đám vô dụng đã không được tích sự gì còn muốn ăn à hôm nay nhịn đói đi bà ân và những người nhân viên khác dù có bao nhiêu lần xin tha cho bọn trẻ nhưng cũng không dám làm gì quá đáng đó là tất cả những việc họ có thể làm vì thời điểm ấy thôn làng còn nghèo bọn họ lại ít học nên tìm được một công việc đã là may mắn rồi bọn trẻ sau đó bị bà ta bắt lên rừng bẻ củi mà không được ăn cơm trưa chỉ có thể uống nước chống đói. Đến giờ ăn cơm tối nhân lúc bà Diễm đi vắng, các nhân viên ở đây mới có thể cho lũ trẻ ăn uống đầy đủ. Dù có bị đánh đòn nhưng bọn trẻ vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chúng vẫn rất đói. Bạn đêm lại tiếp tục xuống bếp lục lọi và lại bị mang ra phạt rất nặng. Sơn là đứa lớn nhất trong đám đã đá lì lợm không còn khóc lóc nữa, cậu bé quỳ ở đó nghiến răng chịu đựng tủi nhục cho đến khi cậu hét vào mặt bà ta. Bà là đồ độc ác Tôi sẽ đi báo cảnh sát <laughs> Giỏi đi nhóc con Dám lên giọng với bà để xem mày làm được gì Nói xong bà lôi cậu bé vào nhà kho Nhốt cậu vào trong và khóa bên ngoài Không ai được mở cho đến khi tôi đồng ý Biết chưa Vậy là cả ngày hôm đó Sơn bị nhốt và bị bỏ đói trong căn phòng chật hẹp. Chỉ khi đến bữa tối bà ân lén lút mang một phần cơm đưa qua khung cửa sổ cho cậu Sơn nghĩ bụng tối đến sẽ phá cửa sổ trốn ra ngoài. Nhưng một lúc sau bà Diễm đã đi kiểm tra và bịt kín bên ngoài cửa sổ bằng một đống củi lớn. Đến nửa đêm trời có sấm chớp và bắt đầu mưa lớn khiến cậu bé giật mình tỉnh giấc. Lợi dụng tiếng sấm và tướng mưa rào Sơn dùng chiếc ghế gỗ đập mạnh vào cửa nhiều lần. May cho cậu là cánh cửa gỗ này chỉ được làm qua loa nên một lúc sau nó đã bị Sơn đá văng ra không chần chừ cậu lao ra ngoài chạy thục mạng mặc cho trời rất tối và mưa lớn cuối cùng sơn cũng lần mò và tìm ra đến bức tường rào đang loay hoay trèo lên thì đằng xa có người cầm đèn pin đi tới gần thì ra bà xếm đã nghe tiếng động khi kiểm tra liền phát hiện cậu đã bỏ trốn thấy bà mặc áo mưa trong tay đang cầm khúc gỗ cậu hoảng sợ trượt chân ngã xuống đất cú ngã làm sơn đau điếng dường như bị chật khớp cậu cố gắng đứng dậy thì bị bà đánh mạnh vào đầu gối bên chân đau kết quả là sơn gục xuống đất ngay lập tức bà ta nổi giận đùng đùng kéo lê cậu quay trở lại nhà kho cậu ngồi dưới sàn nhà ôm chân đau đớn dù vậy vẫn cứng đầu không khóc lóc hay van xin cho cửa xong bà ta tiến lại gần nơi cậu đang ngồi và dáng từng đòn thật mạnh lên thân hình nhỏ bé đang co rúm lại vì đau trong ánh sáng lập lòe của sấm chớp Gương mặt bà ta đằng đằng sát khí Đôi mắt đột ngầu nhìn chằm chằm vào cậu Miệng không ngừng chửi rủa. Lúc này trong người đàn bà y hệt như một con quỷ dữ thèm khát sự giết chóc Mày dám bỏ trốn hả thằng nhái con Này thì trốn này Tao đánh cho gãy luôn Bà vừa đánh vừa nguyền rủa, Mặc cho cậu lăn lộn Máu me đầy người Không chịu đựng được nữa Cuối cùng Sơn phải xin tha rối rít. Xin cô tha cho con Con biết lỗi rồi Từ nay không dám làm bậy nữa Bây giờ mới biết mở miệng ra xin à Tưởng mày lì lắm mà Những đòn đánh vẫn tiếp tục rơi xuống người cậu bé Mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết Mãi cho đến khi mệt lử Bà ta mới chịu dừng lại Để ý thấy không còn phản ứng gì Bà ta vội soi đèn vào mặt Sơn Rồi hốt hoảng nhận ra Mặt cậu ta toàn là máu và máu vệt máu kéo dài từ vết thương chí mạng trên đỉnh chảy xuống đất tạo thành một vũng máu ngày càng lan rộng tưởng cậu bé đã chết bà trở nên bối rối không biết làm thế nào một lúc sau bà quyết định mang xác cậu đi chôn bà diễm kéo lê thân xác cậu bé ra gốc cây ở đằng sau nhà và bắt đầu đào đất lên từng chút một bà không hề biết thật ra cậu vẫn chưa chết chỉ tạm thời ngất đi vì mất máu quá nhiều dẫn đến việc sơn bị chôn sống không thương tiếc sau khi chôn cất xong xuôi bà liền quay trở lại nhà kho dọn dẹp thật sạch sẽ vũng máu dưới sàn vết máu trên cây gậy gỗ và đường đi bị cơn mưa rào dội sạch trong nháy mắt người phụ nữ đi lặng lẽ đi về phòng mình và làm như không có chuyện gì xảy ra vào sáng sớm hôm sau những người nhân viên phát hiện cửa nhà kho bị phá toang người thì không thấy đâu ai cũng tưởng đêm qua cậu đã bỏ trốn nên mọi người không hề thắc mắc nửa lời cứ như vậy không một ai biết sự thật Vào đêm đó Ngoại trừ một người Còn Sơn Một cậu bé vô tội phải chịu cái chết oan uổng Suốt mấy năm trời Ông Vương thường xuyên đến thăm trại trẻ Chỉ là một cái cớ cho việc gặp người tình Vì dân trong làng ai cũng biết mối quan hệ này Nên không bao lâu sau Nó đã đến tay vợ và con cái ở nhà Người vợ vì quá ngán ngẩm Đã mang con nhỏ về bên ngoài mặc cho chồng muốn làm gì thì làm không còn gì ngăn cản ông ta ngày càng thể hiện tình cảm với bà diễm một cách lộ liễu dù giàu có nhưng vẫn rất tham lam nên hai người mới nghĩ ra một việc làm mất nhân tính nếu cứ phá đi rồi xây dựng một ngôi nhà mới sẽ tốn rất nhiều tiền vì vậy bà diễm nghĩ đến việc đốt nhà nhưng tạo thành một sự cố hỏa hoạn để hưởng trọn số tiền bảo hiểm của ngôi nhà mà ông vương đã mua gần chục năm trước bà tìm đến một người họ hàng đang gặp khó khăn về tiền bạc và hứa hẹn một số tiền xứng đáng việc mà họ không ngờ đến là có người chết trong đêm đó nhưng đó không phải là việc gì to tát ngôi nhà sau đó được xây mới từ tiền bảo hiểm và tiền ủng hộ từ những nhà từ thiện gửi đến vậy là vừa có nhà mới lại không phải bỏ ra quá nhiều tiền túi quả là một công đôi việc đêm hôm đó vì không ngủ được nên ông ra khỏi phòng của nhân tình hút thuốc lá. Vừa mới đưa lên miệng châm lửa, ông nghe thấy tiếng động phát ra trong bếp. Tưởng có trộm, ông ta liền trốn sau cánh cửa nhìn lén. Nhưng không phải trộm, mà chỉ là đám trẻ đói bụng đi lục tìm đồ ăn mà thôi. Nhìn thấy chúng đang cuốn quyết chạy về phòng, ông ta thích thú đứng nhìn. Nhanh chóng vứt điếu thuốc hút dở trên tay xuống đất rồi tiến lại gần. Không may lúc Thạch chạy về phòng bị vấp ngã, phát hiện có bóng người phía sau cậu bé, vội cúi gặp người xuống van xin. Con sai rồi, con sai rồi, xin cô Diễm tha cho con ạ. Giờ này không chịu ngủ mà còn chạy đi đâu. Nghe thấy giọng nói của đàn ông, cậu bé ngẩng mặt lên nhận ra ông Vương đang mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mình. Thạch run rẩy. Con xin chú đừng nói với cô, lần sau con, con không dám nữa ạ bình tĩnh nào ta đã làm gì nhóc đâu hắn ngồi xuống thì thầm những câu nói mà cậu không hiểu không muốn ta nói cũng được thôi nhưng nhóc phải nghe lời chú chưa kịp trả lời cơ thể nhỏ bé của cậu đã bị hắn kéo đi theo vào trong khu vực nhà tắm trong đầu hắn lúc này nảy lên một ý nghĩ đen tối bệnh hoạn khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ ấy hắn tiến lại gần làm thạch sợ hãi nép sát người vào bức tường nhà tắm Bàn tay gã bóp chặt lấy cầm của cậu nâng lên, cúi sát mặt mình xuống, hắn ta thì thầm. Nhìn gương mặt này xem, <laughs> dễ thương đó chứ. Còn xin chú đừng đánh con mà. Hắn ta không đánh cậu, mà bàn tay gây tẩm đó bắt đầu mân mê trên gương mặt ấy, lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của cậu. Tiếp theo, gã bắt cậu cởi hết quần áo trên người. Thạch Hoàng sợ nghĩ đến việc bị đánh trực tiếp vào da thịt, sẽ đau hơn rất nhiều. Vậy là cậu nhất quyết không nghe theo, mà vừa khóc vừa cầu xin khẩn thiết. Nhưng cậu càng như vậy hứng thú trong người hắn ta càng dâng lên. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Không phải bảo sẽ nghe lời chú sao? Nào, mau cởi ra đi. Cậu bé run rẩy cởi từng chút một để lộ từng vết sẹo trên người do bị đánh nhiều lần. Dưới ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, cơ thể lõa lồ bày ra trước mặt càng kích thích những ham muốn dục vọng trong người hắn dâng lên mãnh liệt hắn ép sát thân thể yếu ớt vào tường rồi thực hiện hành vi ấu dâm lên người cậu khi thạch đau đớn khóc lóc hắn đã lấy bàn tay to lớn bịt chặt miệng không cho cậu phát ra tiếng ồn không thể nào thở được chỉ vài phút sau cậu đã ho khan không ngừng nhưng vì vậy mà càng khiến hắn ta trở nên phấn khích hơn bao giờ hết gã điên cuồng đánh mạnh vào lưng và mông cậu một cách rất bạo lực. Sau khi thỏa mãn, hắn ta mặc đồ gọn gàng ra ngoài phỉ phèo thuốc lá không thèm để ý đến cậu. Vài phút sau chợt nhận ra không có động tĩnh gì, hắn quay vào trong xem xét tình hình, thì vẫn thấy cậu nhóc nằm im. Hắn ngồi xổm vỗ vỗ vào người cậu nhưng không có phản ứng gì. đưa tay lên mũi hắn tá hỏa phát hiện cậu đã tắt thở hắn hốt hoảng chạy về phòng gọi nhân tình tìm cách giải quyết giày đi giày đi em phải cứu tôi có chuyện gì vậy yên cho em ngủ đang trong cơn buồn ngủ bà diễm mặc tạm chiếc áo khoác rồi bị hắn kéo đi theo ra khu nhà tắm theo hướng đèn pin bà trông thấy thạch nằm bất động dưới sàn với không một mảnh vải che thân nó khiến bà như bừng tỉnh chuyện gì xảy ra vậy anh đã làm gì với nó không có gì chỉ chưa đùa một chút thôi mà hắn loay hoay mặc quần áo vào cho cậu trong khi bà ta vẫn đứng đó với đầy băn khoăn Đó, nó chết rồi sao đừng có nói như vậy lại đây giúp anh đi theo chỉ dẫn của bà diễm cả hai người cùng nhau khiêng thi thể của cậu ra gốc cây ở sau nhà rồi lấy xẻng xúc từng ít đất lên được một nửa thì có tiếng chó sủa phát ra từ bên nhà hàng xóm sợ có người thức dậy bà diễm lấy ra một ít đồ ăn thừa ném cho con chó để nó im lặng lão vương bực mình khi chiếc xẻng vướng vào thứ gì đó dưới lòng đất lại còn bốc mùi hôi thối như đang phân hủy lấy đèn chiếu xuống liền thấy phần bàn chân người lộ ra với rất nhiều dòi bọ ở trong đó hắn ta sợ hãi đến mức ngã ngửa ra phía sau bà diễm đứng bên cạnh tức giận thúc giục mặc cho hắn ta ngồi im như tượng cuối cùng họ cũng chôn xong cái xác mà không bị phát hiện. Để che đầy chỗ đất mới, bà ta lại lấy lá và đống củi khô đè lên. Cho đến khi về phòng đóng chặt cửa lại, hắn mới đủ tỉnh táo để hỏi chuyện bà. Cái xác ở dưới đó là sao? Tốt nhất là anh đừng nên tò mò thì hơn. Em đã biết trước đúng không? Dù không muốn nói nhưng hắn không chịu để yên nên bà ta chỉ đành kể lại chuyện xảy ra vào đêm mưa đó sau chuyện này hắn ta rất ít khi đến thăm trại trẻ như trước Thay vào đó bà Diễm sẽ theo hắn về nhà của cả hai Sống cùng nhau như vợ chồng Về sự biến mất của cậu bé Thạch Mọi người được giải thích rằng Chính đêm đó bà ta đã bắt quả tang Sau đó đánh cậu một trận rồi đuổi cậu đi Không một ai dám thắc mắc Dù họ không thực sự tin tưởng Bà ấn đã cố gắng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không có tin tức gì về hai cậu bé gốc cây nơi chôn thi thể hai cậu bé không bị người ở đây phát hiện ra là vì nó gần ngay chuồng lợn nhà hàng xóm mùi từ hai cái xác trong quá trình phân hủy đều bị mùi hôi thối của đàn lợn lấn át nên không hề một ai nghi ngờ hai người nhỏ hơn cậu ba tuổi khi còn sống cả ba đều rất hay bị bà ta la mắng đánh đập vì tội không chịu nghe lời không ngờ gặp lại nhau trong tình huống chớ trêu như vậy. Ba sinh mạng bé nhỏ đã mất trong đêm hỏa hoạn, giờ lại thêm hai cái nữa. Bọn họ thật đúng là những con quỷ đội lốt người. Oan hồn của ba cậu bé không thể không tìm cách trả thù cặp đôi tham lam và độc ác này. Cậu, Sơn và Thạch chọn gốc cây làm nơi trú ngủ, đợi cơ hội dọa nạt bà ta. Và một buổi chiều chỉ có bà và các nhân viên ở trong trại trẻ Lúc đang đứng một mình, bà Diễm cảm thấy ớn lạnh, dù là mùa hè, sau đó da gà nổi hết khắp người mà không rõ lý do. Trời vừa nhập nhoạng tối, bà ta bỗng nhìn thấy Bình, Sơn và Thạch đang đứng bất động nhìn chằm chằm về phía mình. Rồi rồi con mắt rồi nhìn lại, vẫn thấy ba cậu bé đứng đó. Bà sợ hãi chạy ngay vào trong nhà đóng cửa và bật hết đèn lên. Vài phút sau bà ta đẩy nhẹ ô cửa sổ nhìn ra lần nữa vẫn thấy như vậy Nên lấy xe đạp chạy về nhà không dám ngoái đầu lại nhìn buổi tối khi nghe xong lão vương không tin chỉ ăn ủi vài câu rồi bỏ đi ngủ trước không hoài dự đoán đêm hôm đó bà ta đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng hồn ma của ba cậu bé cứ đứng đó chừng con mắt nhìn bà kinh khủng hơn nữa là trên người sơn và thạch toàn máu làm máu hai cậu bé nở một nụ cười quỷ dị và bắt đầu tiến lại gần sơn không đi bình thường mà vừa đi vừa lê một bên chân nhìn rất kỳ quái giống y hệt lúc cậu bị đánh gãy chân mặc cho bà cố gắng di chuyển giấy rùa vẫn không thể nhúc nhích được khi bọn chúng đứng sát bên bà cảm nhận được luồng hơi lạnh bao quanh dù vậy người bà đang đổ mồ hôi như mưa bà người há miệng để lộ ra bên trong toàn là đất cùng dòi bỏ đang bỏ lúc nhúc bà ta kinh hãi tột độ nhắm mắt và hét thật lớn bị tiếng thét làm cho giật mình lão vương nằm bên cạnh bực bội thức dậy thì thấy cơ thể vợ mình không ngừng cựa quậy gọi mãi không tỉnh hắn liền tắt bốp một cái thật đau bà ta mới mở được mắt em làm sao đấy gặp ác mộng à tóc tài rối bời cả người ướt đẫm mồ hôi bà vội ôm chặt lấy chồng khóc nức nở mất một lúc lâu mới cất tiếng nói em sợ em sợ lắm được rồi có chuyện gì nói anh nghe lấy lại bình tĩnh bà kể lại cơn ác mộng mình vừa trải qua sau đó mệt quá mà ngủ thiếp đi ngày hôm đó bọn trẻ con và nhân viên ở trại trẻ đều thấy bà cư xử kỳ lạ hơn mọi ngày chỉ ở trong nhà hoặc ra chỗ nhiều người làm việc chứ không quát mắng vì ồn ào như trước còn bảo chất thật nhiều củi khô xung quanh gốc cây ở sau nhà nắng chiều còn chưa tắt bà đã vội về nhà một tuần không có chuyện gì xảy ra thì gã chồng lăng nhăng lại mơ ác mộng hắn ta thấy mình đang làm chuyện đó với cả một cô gái trẻ đẹp con mái tóc dài đen lưng trần luột nà bờ môi quyến rũ hắn nhắm mắt lại tận hưởng nhưng đến khi mở ra lại thấy gương mặt của cậu bé hắn đã hám hiếp đang trừng mắt nhìn mình trái ngược với vẻ ngây thơ đáng yêu lúc này cậu bé tiến sát lại gần lẻ cái lưỡi dài dính đầy máu và nước bọt rồi liếm vào mặt và cổ hắn cả cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể cứng ngắc không cử động được cho đến khi thạch há miệng để lộ những thứ gớm ghiếc như vợ mình đã nói hắn sợ hãi đến mức tè ra quần lúc tỉnh dậy cảm nhận bên dưới âm ấm nhận ra bản thân sợ đến mức tè ra quần thật chiều ngày hôm sau trên đường đi làm Đoạn qua ngã tư bà Diễm lại trông thấy hồn ma của ba đứa trẻ đang đứng ở bụi cây bên đường. Bà ta cố làm như không nhìn thấy và đạp xe đi. Đập một đoạn không hiểu ở đâu ra một chiếc xe tải phía ngược chiều. Trong nháy mắt, cả người cùng chiếc xe đạp ngã xuống lòng đường. Người chỉ xây sát nhẹ, nhưng còn một bên chân thì gãy ngay tại chỗ vì bị xe cán qua. Mà bên chân bị gãy của bà lại giống hệt với bên chân mà Sơn bị đánh gãy khi cậu còn sống khi đó chỉ có vài chiếc xe đạp mà thình lình xuất hiện chiếc xe tải trước mặt rõ ràng là bà đã bị ma che mắt nhiều lúc nằm mơ màng trên giường bệnh bà còn nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng trẻ con khóc tiếng thì thầm của rất nhiều người nhưng khi mở mắt thì mọi người đều đang ngủ sau mấy tháng trời bà ta đã có thể đi lại được nhưng không được bình thường như trước trong thời gian đó đôi vợ chồng không ngừng bị dọa nạt bởi hồn ma của các cậu bé lão vương cũng mấy lần suýt bị tai nạn khi đang đi xe máy trên đường có lúc gần như chết đuối dưới ao cá nếu không có người trên bờ phát hiện kịp thời trải qua những việc này đôi vợ chồng vội tìm đến một ông lão làng bên nổi tiếng với việc tạo ra các loại bùa trong đó có cả bùa để xua đuổi diệt trừ tà ma vừa thấy hai người bước vào ông lão im lặng nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu ngao ngán không cần phải nói nhiều ông cũng nhìn ra được hiện tại có người âm đang đeo bám quấy phá đôi vợ chồng mà lại là của trẻ con nói rồi ông đưa cho mỗi người một lá bùa được làm phép dặn phải mang theo bên người bất kể đi đâu và làm gì nhằm xua đuổi đám vong hồn đi theo ông ta còn đưa cho một vài vật dụng khác đặt trong nhà hoặc nơi làm việc để tránh bọn chúng quấy nhiễu quả nhiên là có tác dụng thật sự từ hôm đó về nhà bình cùng sơn và thạch không thể đến gần họ thậm chí là dọa nạt trong mơ bà đứa trẻ quyết định tìm đến sự giúp đỡ từ người khác trong trại trẻ đầu tiên là xuất hiện trước mặt những đứa trẻ ở đây nhưng chỉ có vài đứa còn nhỏ tuổi là nhìn thấy được dù vậy bọn chúng có nói ra cũng bị cho là đang nói linh tinh may sau trong số các nhân viên chăm sóc có một người phụ nữ trung niên trong một buổi chiều tối khi đi ra phía sau lấy củi liền bị các cậu dọa cho một phen hết hồn đêm hôm ấy bà nằm mơ được các cậu báo mộng về nguyên nhân cái chết oan của cả ba và mong bà giúp đỡ bằng việc báo cho cảnh sát không biết giấc mộng là thật hay giả người phụ nữ vội đi tìm bà diễm hỏi chuyện tất nhiên là bà ta gạt phăng câu chuyện bớ vẩn này sang một bên còn dặn dò không được phép nói linh tinh ra bên ngoài nếu không sẽ bị đuổi việc vì sợ mất việc nên người phụ nữ chỉ có thể im lặng dù cho những lần sau đó bà vẫn mơ cùng một giấc mơ chưa đầy một tuần mọi người ở đấy đều thắc mắc vì không thấy bà ấy đến làm nữa hóa xa lão vương đã cho bà ấy một khoản tiền bắt buộc phải nghỉ việc để tránh lộ chuyện người phụ nữ nghèo khổ một mình nuôi hai đứa trẻ ăn học lại còn mẹ già bệnh tật ở nhà đành nhận lấy số tiền và rời đi trong im lặng từ đó trở đi mỗi khi có người đến thăm các cậu bé xuất hiện bên gốc cây cố gắng làm gì đó nhưng suốt bao nhiêu năm trời không một người nào giúp được bỗng một ngày nhi tới đây bình đã nhận ra đó chính là cô em gái ruột thật may mắn khi cô nhìn thấy được oan hồn của anh trai lúc này mẹ đi đến bên cạnh nhi cô kể tóm tắt câu chuyện cho bà nghe và hai mẹ con đã quyết định nói hết với bà ân Chiều tối hôm đó nhận được tin báo công an đã nhanh chóng có mặt tại trại trẻ, trẻ mồ côi. Họ còn đặc biệt mang tới một chú chó nghiệp vụ. Qua lời khẳng định của cả ba công an có phần không tin nhưng vẫn cho người đào phần đất xung quanh cây cổ thụ. Theo lời anh trai, Nhi liền chỉ dẫn cho họ vị trí chính xác nơi hai thi thể được chôn giấu. Mười phút trôi qua vẫn chưa thấy gì, nhưng nhờ vào chú chó phát hiện được điều bất thường và ra sức đào bới. Cuối cùng, làm lộ ra những mảnh vải sờn rách từ quần áo cùng một bộ xương người hoàn chỉnh. Tất cả những người có mặt lúc đó đều rất bất ngờ. Giờ thì họ thật sự tin lời của Nhi. Bọn họ nhanh chóng mang bộ xương đầu tiên lên khỏi lớp đất đá và tiến hành đào sâu hơn xuống bên dưới. Đến tờ mờ sáng, bộ xương hoàn chỉnh thứ hai được đưa lên và cả hai được mang về trung tâm giám định pháp y. Hơn 15 năm trong nghề, ông Hùng trưởng công an huyện chưa bao giờ gặp một vụ án như thế này. Mặc dù không thể lý giải được, nhưng những gì bọn họ điều tra được rất giống với điều Nhi nói trước đó. Đúng là hơn 20 năm trước có hai đứa trẻ bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Nói là vậy, nhưng không một ai gặp lại bọn trẻ. Thêm vào đó bộ quần áo được tìm thấy trùng khớp với bộ quần áo hai đứa trẻ mặc khi còn sống bằng chứng là một tấm ảnh màu duy nhất chụp tập thể tất cả mọi người năm xưa. Hai cậu bé cũng mặc bộ đồ đó. Sau hơn một tháng kết quả giám định pháp y cho thấy hai bộ xương là của trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 13. Trải qua mấy chục năm cùng với điều kiện môi trường, việc giám định gặp không ít khó khăn, nhưng đội ngũ pháp y có những phát hiện quan trọng. Bộ xương đầu tiên của Thạch có những vết rạn nứt nhỏ ở khu vực xương chậu và vài chỗ khác. Với điều kiện năm đó việc trẻ em bị bệnh còi xương dẫn đến việc xương dễ gãy là có thể, nhưng đây chỉ tập trung vào vùng này thì khả năng cao là cậu bé đã bị tấn công tình dục. Bộ xương thứ hai là của sơn có nhiều chấn thương hơn như xương chân bên phải, xương ở các đốt ngón tay. Nghiêm trọng nhất có một vết nứt lớn trên đỉnh của hộp sọ là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết đau đớn của cậu bé. Trong thời gian này, công an đã tìm đến vợ chồng bà Diễm, tra hỏi một số chuyện liên quan đến vụ án hai bộ xương và cả vụ hỏa hoạn năm xưa nhưng không điều tra được gì. Thêm nữa là không có nhân chứng hay bằng chứng cụ thể, nên mọi việc điều tra đều đi vào ngõ cụt. Nhị rất buồn vì không thể làm gì giúp phá vụ án, cô chỉ có thể an ủi linh hồn anh trai và hai cậu bé. Hai bộ xương được trả về lại cho trại trẻ mồ côi và được chôn cất cẩn thận bên cạnh ngôi mộ của những người mất trong vụ hỏa hoạn vào ngày đó nhi và mẹ cô cũng có mặt đó cũng là ngày cuối cùng cô gặp anh trai mình sau bao nhiêu năm lang thang giờ được gặp lại em gái bình đã không còn luyến tiếc điều gì nữa cậu đã không còn oán hận những người đã hãm hại mình mà chấp nhận số phận còn một điều bình muốn nói với em gái là về ngôi mộ người mẹ ruột của hai anh em sau đó nhi và mẹ cuối cùng đã tìm thấy nó không bao lâu sau cô đã chuyển mộ của mẹ đặt cạnh anh trai để họ không còn phải cô đơn từ đó trở đi hai mẹ con luôn đều đặn cùng nhau lên chùa cầu nguyện cho anh trai mẹ ruột và bố của cô được sự ủng hộ của mẹ nhi đã nghỉ ở công ty và xin vào trại trẻ mồ côi làm việc để có thể dành thời gian chăm sóc các em nhỏ ở đây còn về hai người kia có lẽ là do làm việc ác Nên bao nhiêu năm chung sống vợ chồng bà Diễm Vẫn không có được một đứa con chung với nhau Bà ta mang bầu đứa đầu tiên đến tháng thứ ba thì bị sảy thai Lần thứ hai rồi lần thứ ba cũng bị như vậy Mãi cho đến lần mang thai thứ tư Bà ta sinh được một cô con gái khỏe mạnh Nhưng lúc được hai tuổi thì bị chó giữ cắn mà mất mạng Đau đớn vì mất con gái Bà ta như điên như dại trở nên khó chịu với tất cả mọi người. Ông chồng trong thời gian bà Tam mang thai và sinh con lại tiếp tục thói lăng nhăng với các cô gái trẻ đẹp hơn ở bên ngoài. Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra rồi, cuộc sống giàu sang êm đềm không còn được như xưa nữa. Đôi vợ chồng già ly thân, bà Diễm nghỉ việc ở trại trẻ và nhường lại vị trí người giám hộ cho bà Ân. Dù vợ chồng lục đục, nhưng khi công an tìm đến nhà Họ vẫn cố gắng nói dối và che giấu cho đối phương. Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Những gì mà đôi vợ chồng đã làm, đến một ngày họ sẽ phải trả đủ và nhận lại những gì đã gây ra. Thời còn trẻ đẹp vì tiền bạc và danh vọng, bà Diễm bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác, để đến khi về già ốm yếu, phải sống một mình không gia đình, không con cái không có một ai bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Hàng đêm những cơn ác mộng vẫn luôn hành hạ dày vò, khiến bà mất ăn mất ngủ, trở nên điên loạn. Vào một ngày nọ, người hàng xóm phát hiện bà ta nằm bất động trên chiếc ghế ngoài phòng khách, trên mặt bàn là một lọ thuốc an thần chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng. Khi vào đến bệnh viện đã ở trong tình trạng tắt thở từ lâu vì dùng thuốc quá liều. Còn về ông Vương một người đàn ông ham mê quyền lực và sắc dục đã bị chính thú vui đó hại chết một cách tức tuổi không bao lâu khi vợ cũ qua đời nửa đêm tình nhân phát hiện ông ta đột tử ngay trên giường sau khi cả hai mây mưa kết thúc một cuộc đời với đầy tội lỗi không bị bắt vì tội giết người nhưng cuối cùng họ cũng phải đền mạng bằng chính cái chết công lý có thể đến muộn nhưng nó chắc chắn sẽ đến Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Đỗ Ngát mang tên Oan hồn của Mén. Mộ Hạnh đòn đà mời khách với giọng ngọt như mía lùi. Mời anh, mời anh vào đây, em sẽ cho mấy em phục vụ anh nhiệt tình, đảm bảo là anh sẽ hài lòng. Vừa nói dứt lời thì mộ lại chạy ra cửa, nơi có một cá khách quen hay lui tới quán Lão rất chịu chi Chỉ cần lão vừa ý thì bao nhiêu tiền gã cũng không tiếc tay Dường như với gã tiền bạc nó chả có nghĩa gì Trong khi biết bao người phải oàn lưng kiếm miếng cơm manh áo Anh Trung đến đấy hả? Vinh dự cho quán em quá Nhìn mụ cười nói giả lạ Uốn éo như con sâu đo trông hết sức cạch cỡm Nhưng lại phù hợp với cái không khí nơi đây Lão Trung có khi kém mụ hạnh phải vài ba tuổi nhưng mụ mộ có một tiếng anh, hai tiếng em ngọt sớt. Gọi em Phương Loan phục vụ tôi nha. Mụ Hạnh ngập ngừng đắn đo, nhìn thái độ của mụ. gã Trung vừa đút sắp tiền trong túi đưa ra trước mặt mụ rồi nói. Thế này đã được chưa người đẹp? Người đẹp nè mặt thằng Trung này một tí chứ hả? Nhìn sắp tiền, mụ Hạnh đã ưng bụng lắm rồi. Kể cả số tiền có ít hơn như này. Thì với vế sau của câu nói vừa rồi Cũng khiến mụ phải gật đầu Dù muốn hay không Vì gã chung vốn là công an trưởng Tại khu vực này Mụ muốn làm ăn thuận lợi Thì chỉ còn cách thuận theo đáp ứng của gã mà thôi Tùy gã bò cho mấy em bán hòa Ở đây nhiều thật đấy Nhưng cứ nghe nói là phải phục vụ gã Thì đứa nào đứa nấy đùn đẩy nhau Chẳng đứa nào chịu Và cái lý do khiến chúng nó sợ phục vụ gã Là gã có xu hướng tình dục bạo dâm mỗi lần phục vụ gã xong thì chúng nó thân tàn ma dại nhẹ thì một tuần mới lại tiếp khách được nặng thì nửa tháng hay một tháng nằm mà dưỡng thương khi nghe gã chỉ định phương loan thì bọn gái trong quán thở hắt ra như chút được hòn đá tảng mộ hạnh đặt tay lên ngực cá chung vừa xoa xoa vừa nói anh thương em nó mà nhẹ nhàng chút nhé chứ em nó mà nằm ra đấy cả tháng thì quán của em chỉ có nước đóng cửa mà thôi Gã trung chỉ nhếch mép cười Rồi chẳng nói chẳng rằng đi đến phòng riêng của Phương Loan Lúc này Phương Loan đang ngồi trên giường Từ lúc chị Tiên chạy lên báo với nó là chuẩn bị tiếp gã trung Thì cả người nó run lên vì sợ Nó nhớ lại cái hôm đầu tiên tiếp gã Hôm đấy quán vắng khách lắm Mấy con đĩ bọn nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài Khi đó thì gã trung xuất hiện Thường thì thấy khách là bọn nó nhao nhao vào mà mời kéo Mong cho khách chọn mình để còn được tiền bo, nhưng lúc đấy chẳng ai chịu nhận tiếp gã. Mộ Hành niệm nở nói với gã, "À, anh thích em nào thì cứ chọn đi." Khi gã đi đến trước mặt Loan, gã khẽ mỉm cười. "Em này, anh chung thật quả là có mắt nhìn người, đây là con bé mới vào nghề, tuy là chưa biết cách phục vụ nhưng được cách xinh. Có gì anh bo em nó thêm một chút nhé." "Không thành vấn đề." rồi loan dẫn gã trung lên phòng bao nhiêu năm làm ở đây nó biết gã trung là người như nào chứ nhưng nó không có sự lựa chọn khi cánh cửa phòng vừa đóng gã đã lao vào loan chẳng để nó cởi quần áo mà cứ thế gã dùng đôi bàn tay to thô ráp mà xé loan sợ hãi miệng không ngừng kêu la rồi cầu xin gã em xin anh xin anh tha cho em một cái tát giáng xuống mặt loan cái tát mạnh đến nỗi khiến Loan làm ngã vật ra giường. Trên má hẳn lên năm đầu ngón tay đỏ ửng. Biết mình đã gặp một thằng mua dâm biến thái, Loan liền dùng hết sức đẩy gã ra rồi lao nhanh ra cửa. Nhưng sức vóc của con bé 17 làm sao bị được với gã đàn ông cường bạo. Gã trông phản ứng cũng rất nhanh, cả năm lấy tóc Loan rồi kéo nó đẩy mạnh lên giường. Rồi cứ thế tấm thân nhỏ bé bị gã đàn ông kia bạo hành một cách không thương tiếc. Ban đầu Loan còn hét lớn, sau đó tiếng hét bé dần rồi im bặt. Có lẽ nó đã chẳng còn sức mà hét nữa. Mấy đứa chị em của nó đứng dưới nghe tiếng nó gào khóc thì chỉ biết rụng mình sợ hãi xen lẫn thương cảm cho nó. Nhất là Tiên, người mà coi Loan như đứa em ruột bé bỏng thì khẽ quay đi, lòng vội giọt nước mắt. Và lần đầu tiên Loan tiếp gã chung, một tên bệnh hoạn với suy nghĩ lệch lạc. Nó đã phải nằm bẹp trên giường ngót cả tháng nhưng cũng còn kéo lại được khi gã bỏ cô số tiền mà cô cật lực tiếp khách cả hai tháng trời mới có được. Hôm nay, Loan biết một lần nữa những điều đau đớn về thể xác lại một lần nữa lặp lại. Tuy sợ vẫn nguyên như lần đầu tiên, nhưng nó biết dù nó có chống cự đi nữa thì chỉ làm gã đàn ông kia thêm phần phấn khích và hành hạ nó hơn mà thôi. Nó nghe các chị nói, nếu phải tiếp gã chung thì cứ nằm im, cắn răng mà chịu đừng la hét hay chống cự, chỉ làm cho gã càng hưng phấn mà hành hạ mình hơn thôi. Cũng giống như lần trước, gã trùng lao vào loan rồi hành xử hệt như lần đầu. Loan cắn môi thật chặt đến nỗi bật cả máu, nước mắt nó cứ chảy không ngừng. Nó chỉ cầu mong những giây phút đau đớn nhục nhã này sớm qua đi. Không chỉ là những cái tát, cái cấu véo giật tóc mà vừa hành xử trên người loan, lúc thì gã buông những lời tục tiểu ghê tởm lúc thì gã xỉ bà cô mà cha cái con đĩ này bố mẹ mày chắc ăn no mặc đẹp từ cái đồng tiền làm đĩ của mày nhỉ đéo mẹ đã là đĩ thì loại nào chả như nhau cũng là bán chôn nuôi miệng thôi vừa được bọn ông phục vụ vừa có tiền sớm bỏ mẹ ra được những lời nhức móc xỉ nhục đó nó thấm mà còn đau đớn hơn cả trăm lần những nỗi đau xác thịt kia sau khi thỏa mãn gã chung nhét một sấp tiền vào giữa hai chân của loan rồi gã vừa vuốt ve bầu ngực căng tròn của nó vừa nói em làm tốt lắm còn đĩ ạ từ lần sau anh đến em lại tiếp anh nhé loan cứ nằm im trên giường hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà chẳng buồn đáp lời cũng chẳng tỏ thái độ gì còn gã chung khi bước ra khỏi nơi bẩn thỉu này thì gã vẫn là một người chồng người cha tốt một người thi hành pháp luật của nhà nước gã chỉ có thể sống thật với con người mình thể hiện bản chất biến thái của mình lên những con đàn bà được gọi là đĩ nơi đây điều mà gã không thể làm với vợ gã gã muốn trong mắt vợ gã gã là một con người thật hoàn hảo người đàn ông mà bao phụ nữ mong muốn có được loan nằm đó không một mảnh vải che thân dưới hạ thân đang dị ra một dòng máu đỏ tươi nhưng có lẽ nó đau quá mà chẳng cảm nhận được gì trong đôi mắt đang ngấn lệ Là hình ảnh người bà đang giang vòng tay ra phía nó rồi khỏi Mén ơi, mén ơi, lại đây với bà nào Bất giác mùi đó khẽ gọi Bà nội ơi, bà nội Có lẽ trong những giây phút đớn đau bất lực như này Thì bà là nơi khiến cho trái tim với đầy vết sức của Loan cảm thấy bình yên nhất Loan nhớ lại cái ngày mà đưa đẩy nó vào cái nghề này cái nghề làm đĩ Cái nghề mà cả xã hội đều khinh rẻ, nhục mạ Mà thậm chí bản thân nó cũng khinh rẻ Cái nghề mà nó đang làm Nó tự nhận bản thân nó thật bẩn thỉu nhớp nhúa Loạn tình thật là Mén Khi nó lên 10 thì bố mẹ nó qua đời Ngày bố mẹ nó mất là vào 29 Tết Khi đang trên đường trở về quê ăn Tết Nó nhớ như in cái khoảnh khắc đau lòng đó Còn bé Mén biết hôm nay bố mẹ sẽ về nên nó mặc một bộ quần áo đẹp nhất. Nó cứng đứ chờ ngoài cổng, mặc kệ bà nội khuyên như nào, nó cũng vẫn đứng chờ. Giống như mọi năm thì tầm trưa là bố mẹ sẽ về tới nhà, nhưng hôm đấy nó đợi mãi đến khi trời ngả bóng mà vẫn chưa thấy bố mẹ về. Ban đầu là tâm trạng vui vẻ ngóng đợi, nhưng giờ thì nó bắt đầu lo sợ. Trên khuôn mặt non nớt của con bé 10 tuổi, thỉnh thoảng lại cau lại, ánh mắt đầy sự lo lắng sợ hãi ngay cả bà nội cũng thấy lo, hai bà cháu cứ đứng ngoài cổng nhìn về phía đầu làng, trông chờ hai hình bóng hình quen thuộc. Rồi từ xa, vài bác cán bộ xã vội vàng đi đến, nói với giọng gấp gáp xen lẫn sự cảm thương. Ừ, bà và cháu đang đợi vợ chồng chú Trí à?" Ừ, vâng, thế uh, các bác đi đâu đấy "À, uh, con có chuyện muốn thưa với bà, nhưng mong bà bớt đau buồn để con uh, còn lo cho các cháu nó." còn bé mén cứ nắm chặt tay của bà. còn bà tấm cũng mường tượng ra chuyện gì xấu đã xảy ra. Ờ, à, vâng ở à, các chú uh, có gì thì cứ nói cho già hay. Uhm, thưa bà còn được người ta báo về xã là vợ chồng chú chí bị tai nạn giao thông qua đời rồi ạ. cái tin đó khiến bà cụ tấm đau đớn đến độ ngã lăn ra đất bất tỉnh. mọi người có mặt vội vàng đưa cụ lên trạm y tế. Còn con bé mén vẫn đứng đó Đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía xa con đường Mà gào khóc gọi bố mẹ Cho đến bây giờ Cái khoảnh khắc đau lòng đó Đã vẫn khắc sâu trong tim con mén Chưa khi nào nguôi ngoai Nếu bố mẹ nó không ra đi Một cách đột ngột đầy đau đớn như vậy Thì cuộc đời nó Có lẽ đã rẽ sang một con đường khác Một con đường sáng sủa hơn Ít ra thì sẽ không phải đi làm đĩ bố mẹ mất con mén cũng phải nghỉ học vì bà già yếu rồi lại đau ốm suốt không thể đi làm nuôi nó được có những ngày trái gió trở trời bà nằm đó ho lên từng tiếng mà con mén chỉ có thể nhìn bà đầy bất lực vì tuổi nó còn quá bé chẳng biết làm gì ra tiền ngoài nấu cơm dọn dẹp hộ bà khi những tiếng ho vang lên trong màn đêm tĩnh lặng thì bàn tay nhỏ bé của con mén lại đưa lên vuốt ngực cho bà Bà làm con khó ngủ hả? Bà nội nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng Vừa hỏi vừa vớt mái tóc dày mượt mà của nó Mai sau con lớn con sẽ đi làm Sẽ kiếm thật nhiều tiền về nuôi bà Con sẽ xây một ngôi nhà thật to cho bà Mua thật nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho bà Chả sử bô cô Dạo này nó nom ra phết rồi nhỉ Thôi ngủ đi con Vậy là bà lại vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy guộc của con mén để dỗ nó vào giấc ngủ. Trong màn đêm, những giọt nước mắt nóng hổi của bà lăn trên đôi gò má đã nhiều nếp nhăn. Bà chỉ mong trời cho bà sức khỏe để nuôi đứa cháu nhỏ lớn thành người. Ngày đủ cơm ăn ba bữa, chứ bà chẳng cầu mong điều gì hơn. Còn bé mén nhìn thấy người ta đi nhặt ve chai, nó cũng xin bà cho đi nhặt. Nhưng bà nội thương cháu nên ban đầu không đồng ý Nhưng do con mén thuyết phục Năn nỉ quá nên bà cũng đành gật đầu Bà cho con đi nhặt ve chai với mấy bạn Con chỉ đi xung quanh làng thôi Con không có đi xa đâu ạ à. Được rồi Con đi gần gần thôi nhé Nhìn con bé gầy nhom Hôm nào cũng vác cái bao tải đi ra khỏi nhà từ sáng sớm Bà cụ tấm lòng quặn đau Khi không thể lo cho cháu có cuộc sống tốt hơn nhiều lúc bà cứ đấm vào ngực mình mà than Ông giỏi ơi Ông ngó xuống mà xem Ngó xuống mà xem Sau vài hôm đi nhặt ve chai Còn bé mén chẳng nhặt được là bao Trong khi các bạn nó nhặt được nhiều lắm Nó tò mò liền hỏi Sao chúng mày nhặt được nhiều vậy? Thì bọn tao sang làng bên nhặt Bên đó có cái bẫy rác to lắm Người ta mang rác về đế đổ Nên nhiều chai lọ lắm chứ làng mình có cái gì để nhặt đâu vậy mai mày cho tao đi cùng nhé được rồi mai đi cùng hội tao vậy là từ hôm đó con bé mén liền giấu bà nội sang làng bên nhặt ve chai vì phải đi qua một con đường quốc lộ xe cộ rất đông ban đầu nó cũng sợ lắm nhưng đi nhiều cũng thành quen từ ngày nó đi nhặt ve chai mặc dù hôm ít hôm nhiều nhưng chẳng hôm nào hai bà cháu phải đói lại có tiền mua thuốc cho bà. Đứng trên đống rác nhìn về phía xa, thấp thoáng các bạn đang cắp sách tới trường, lòng nó lại thấy tủi thân. Nếu bố mẹ nó còn sống thì giờ đây nó cũng được cắp sách tới trường như các bạn. Khẽ đưa bàn tay lấm lem quệt ngang giọt nước mắt, nó lại cúi đầu tiếp tục công việc. Đối với nó bây giờ, việc quan trọng là phải kiếm được tiền lo cho bà, người thân duy nhất của nó. Nhưng rồi một điều đã xảy ra, đẩy cuộc đời vốn đã đầy đau thương của con bé Mén và con đường tâm tối đau đớn hơn. Hôm đấy khi nó vừa đi nhặt ve chai về, trên tay đang xách ít thịt, dự định là hôm nay làm món chả lá lốt, lòng đang ngập tràn vui mừng thì con bé Mén trông thấy hai người đang ở trong nhà mình. Con bé biết là có chuyện, nó chạy vội vào nhà. "Con chào cô chú ạ." Rồi nó chạy ra đằng sau bà nội. Người đàn bà kia không ai khác là mụ hạnh và chồng mụ. Thế tôi cho bà 10 ngày nữa để lo liệu. Nếu không tôi buộc lòng phải xiết nợ cái nhà này. Tôi xin cô chú. Cô chú xiết nhà thì bà cháu tôi biết đi đâu mà ở đây à? Đi đâu là việc của bà. Tiền của tôi có phải là lát đa lắm lá mít đâu mà mang bố thí thiên hạ được. Với lại con cái bà vay bây giờ bà phải trả nói đoạn mụ hạnh liếc mắt sang con bé mén đang đứng núp sau lưng bà nội nó mụ liền thay đổi thái độ tôi không phải là người cạn tàu rong máng sống không có tình nghĩa nhưng hai cô chú uh, vay tiền của tôi mấy năm nay rồi trước cô chú ý vẫn trả lãi đều nhưng nay chết đi rồi tôi cũng trả đòi lãi làm gì mà chỉ cần trả gốc tôi thôi nhưng uh, trông gia cảnh của bác thì tôi nghĩ cũng không trả được đâu Thôi thì tôi tính như này nhé Bác cho con bé con kia về làm giúp việc cho nhà tôi trừ nợ Hàng tháng tôi sẽ trích lương của nó Đưa về cho bác để bác lo sinh hoạt hàng ngày ừ, Thưa cô chua, cháu nó còn nhỏ dại chưa biết gì Bà Tấm chưa kịp nói hết câu thì mùa hành đã cắt lời Đã lên mười mấy tuổi đầu rồi chứ nhỏ bé gì cho cam Bác cứ cho cháu nó lên phụ cho nhà tôi Toàn việc vặt vánh cơm nước thôi chứ có nặng nhọc gì đâu Cơm ăn ba bữa, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Còn nhàn hạ hơn là suốt ngày đi lượm ve chai, bêu cái mặt ngoài đường ấy. Hơn nữa lại có lương ổn định. Tôi là tôi thương bác nên đề nghị vậy thôi. Khi bà Tấm còn đang băn khoăn chưa biết nên đồng ý hay không, thì con bé mén liền nói với bà. Bà cứ cho con đi làm đi, nếu không làm được con sẽ về ạ. Mộ hải nghe con mén nói vậy liền cười vui vẻ rồi cất tiếng Cháu nó no nói đúng đấy bà Bà cứ cho nó đến nhà tôi làm một thời gian xem sao Mộ hải nhìn bà cụ tấm vẫn có chút lưỡng lự Mộ liền nói Bà cho con bé đến làm vừa có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày Không phải bươn trải vất vả Và nhất là hai bà cháu không phải ra đường ngủ Còn nếu bà không ưng thì tôi cũng đành lấy ngôi nhà này trừ nợ vậy lúc này trong mắt cụ tấm đã cỡ nước lời nói của mụ hạnh vừa rồi chẳng khác gì là ép buộc cụ vậy tôi sẽ cho con bé đi theo anh chị nó còn nhỏ dại nếu chưa biết gì hay sai phạm thì mong hai anh chị nhẹ nhàng chỉ bảo nó coi như đây là lời cầu xin của già này bà cứ yên tâm nhà tôi quý người lắm thế cháu vào sắp đổ rồi đi theo cô chú luôn nhé thế cô chú định cho cháu nó đi luôn hôm nay à thì uh, tiện đường cụ cho con bé nó đi theo luôn vợ chồng tôi chưa tôi không có thời gian mà đi đón nó lần nữa đâu cụ cứ yên tâm giảm bữa nửa tháng tôi sẽ cho nó về thăm cụ bà cụ tấm cũng như con bé mén không thể ngờ đến quyết định ngày hôm nay sẽ đẩy con bé mén vào thảm cảnh tận cùng của đau thương nhìn bóng của đứa cháu khuất xa dần cụ tấm chỉ khẽ đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đang rơi Cô chống cậy lầm lũi đi vào nhà Ngồi bên mâm cơm đã nguội Hôm nay cụ tấm nấu món cá kho khế Món mà con bé mén rất thích ăn Nhưng nó còn chưa kịp ăn Mà đã phải đi theo vợ chồng mụ hạnh rồi Ngồi bên mâm cơm Cụ tấm chẳng buồn ăn Ánh mắt cụ nhìn ra ngoài sân Một cách vô định Ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi buồn Sự cô đơn đến củng quẫn Khi đến nhà mụ hạnh Con bé mén ngạc nhiên lắm nó thấy nhà mụ rất nhiều người Toàn những chị trang điểm rất xinh Khi đó nó còn quá nhỏ để hiểu một điều rằng Những cô gái xinh đẹp kia thực chất ra là đang làm một cái nghề Mà cả xã hội đều lên án rẻ biểu Đó là làm gái Mụ hành đưa con mén đến một căn phòng rồi nói Từ nay mày ngủ ở đây Tí nữa mày dọn dẹp qua mà ngủ Vâng ạ Mùa hành quay người đi mén mới mở cửa bước vào đó là một căn phòng chứa rất nhiều đồ nó quét dọn một góc phòng rồi lấy một chiếc chiếu đá cũ có sẵn ở trong phòng chạy ra để nằm tuy là căn phòng có hơi bể bộn nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm tới nó vì nó vốn sống trong cảnh cơ cực quen rồi những ngày sau đó con mén được phân công là quét dọn phòng rồi đem quần áo của các chị đi giặt cùng bác Thua nói chung cứ có việc gì ai say bảo nó đều răm rắp làm theo mặc dù đôi lúc nó thấy rất mệt nhưng nghĩ đến làm việc chăm chỉ sẽ trả nhanh hết nợ để về với bà nó lại cố gắng nhiều hơn làm việc chăm chỉ hơn hôm nay đang ăn cơm trưa đôi môi nó bóng rung lên những giọt nước mắt lăn dài nó cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nấc nghẹn nó nhớ bà lắm đã tròn một tháng nó không về nhà Chẳng biết bà nó bây giờ ra sao Có ăn uống đầy đủ không Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Nó thèm rút trong lòng bà Được hít hạ mùi cơ thể của bà Thứ mùi mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc Bình yên Con mén đâu rồi Đã ăn cơm xong chưa Sao lại ma lề mề thế hả Mau đi quét nhà đi Tiếng mùa hành vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ Với bao tâm trạng đang ngộn ngang của con mén con làm ngay đây bác, con mén quẹt ngang những giọt nước mắt vừa rồi và vội bắt cơm. ở cái nơi mà mua bán trao đổi bằng tiền và thể xác này, thì đâu đó trong sâu thẳm những tâm hồn kia vẫn còn động lại một chút tình thương yêu. mọi người ở đây thương con mén lắm, nhất là chị Cẩm Tiên, vì chị cũng có một đứa em trạc tuổi của mén, nên chị coi con bé mén như em mà hết lòng yêu thương bảo vệ. có gì ngon chị cũng chia sẻ với mén. Yêu thương mén là vậy Nhưng hôm đấy cầm tiên lần đầu nổi nóng Rồi quát mén Hôm đấy khi mà cầm tiên đang tiếp khách Thì con mén trong lúc dọn dẹp phòng cô Nó nhìn bộ trang điểm trên bàn Với ánh mắt tò mò Rồi nó ngồi xuống tự trang điểm Những vết giảm phấn không đều Đôi môi tô son còn lem Nhưng nó lại rất thích thú Thậm chí nó còn mặc chiếc váy Hai dây ngắn cuốn cỡn của cầm tiên soi mình trong gương rồi quay một vòng. Khi Cẩm Tiên vừa bước vào phòng thì mén vui vẻ nói: "Chị Tiên, thấy em mặc đồ của chị xinh không? Khi nào lớn chị cho em làm như chị nhé, em muốn kiếm thật nhiều tiền trả hết nợ để nhanh về với bà nội." Nhìn thấy mén ăn mặc lại nói như vậy, Cẩm Tiên liền lao tới ghì vai con bé mén rồi quát: "Mày làm cái gì vậy? Sao lại ăn mặc trang điểm như này hả?" rồi cầm tiên giật chiếc váy mà mén đang mặc ra khỏi người mén vừa giật tiên vừa nói trong nước mắt cởi ra nhanh lên cởi ra rồi cô dùng tay lau đi vết son trên môi mén một cách thô bạo con bé mén lần đầu nhìn thấy cầm tiên hành động như vậy nó sợ hãi bèn khóc tiếng khóc của con mén khiến tiên dừng lại cô ngồi xuống gục mặt lên gối rồi khóc lớn em xin lỗi chị em hứa sẽ không mặc đồ của chị nữa mén từ từ lại gần cẩm tiên đặt bàn tay nhỏ xíu gầy guộc lên vai tiên như một lời xin lỗi tiên ngẩng mặt lên nhìn con bé mén rồi nói hứa với chị hứa với chị nhất định không được làm nghề này phải nhanh chóng được khỏi đây nghe không lúc đấy con bé mén sợ hãi chỉ biết gật đầu mà chưa hiểu hết những điều sâu xa mà chị cầm tiên nói lúc bấy giờ Mãi cho đến mấy năm sau Nó mới hiểu rằng Chị cầm tiên không muốn nó đi vào vết xe đổ của chị Không muốn tấm thân nó nhuộm đầy sự bẩn thỉu Nhớ nhuốc này Chị muốn nó sớm rời khỏi đây Muốn nó bước ra ngoài kia Làm nghề gì cũng được Miễn chân chính Không bị xã hội rẻ biểu Không bị trả đạp Loan nhớ như in giây phút đó Khi những giọt nước mắt của chị cầm tiên rơi Nó hiểu lúc đó chị rất sợ hãi đau đớn nhưng mọi thứ kéo đến đúng như những gì chị cầm tiên lo sợ. Cuộc đời của nó, một con bé nghèo đã bị vấy bẩn, vùi dập bởi sự bạc béo toan tính của lòng người. Thấy con bé mén gầy gò đen đúa nhưng làm rất được việc, lại dễ sai bảo, nên mụ hạnh rất ưng ý. Ban đầu mộ sợ cho mén về thăm bà, thì nó sẽ không quay lại làm cho mụ nữa, nên mụ còn lưỡng lự. Nhưng sau khi cho nó về thăm bà một vài lần Thấy nó không có ý định bỏ làm nhà mụ Nên mụ yên tâm mà một tháng cho nó về thăm bà một lần Con mén lúc nào cũng mong đợi ngày được về thăm bà Với nó, đấy là giây phút hạnh phúc nhất, vui nhất Ăn cơm ở đây tuy có đầy đủ thịt cá Nhưng lại không ngon như ăn cơm với bà Tuy là bữa ăn có đạm bạc Nhưng sao nó ăn ngon lắm mùi vị của thức ăn còn kèm cả sư vị của hạnh phúc của tình thân và rồi những điều tồi tệ cũng kéo đến đẩy cuộc đời nó bước chân vào vũng lầy đầy đau đớn còn cái mén cứ như vậy trải qua mấy năm bình yên tại nơi đây những tưởng mọi sự cứ thế trôi qua cho đến ngày nó trả hết số nợ của bố mẹ rồi trở về với bà nhưng không cuộc đời nó này rẽ sang một con đường mới đầy trông gai tủi nhục, đau thương, một ngõ cụt mà thôi. Mén bước ra từ trong nhà tắm, mái tóc được búi cao để lộ ra cái cổ trắng ngần. Từng giọt nước vẫn còn vương trên làn da trắng, chiếc áo cổ tim hơi chế để lộ ra khoảng da thịt như mời gọi. Lão Hoàng chồng mụ hạnh lúc này đang dán chặt đôi mắt lên cơ thể con mén. Ánh mắt lão mang đầy vẻ thèm khát cơ thể mới lớn đầy sức sống kia Nhìn khuôn ngực đang phập phồng của con mén Lão Hoàng như thể bị thôi miên Tiếng nói của cầm tiên như cắt ngang dòng suy nghĩ bẩn thỉu của lão Mén, không nhanh đi lấy quần áo cho chị Còn đứng đó làm gì Vâng, em cầm về phòng cho chị đây Mén chạy nhanh lướt qua lão Lão như thể tiếc nuối mà quay lại nhìn theo bóng dáng nó Cầm tiên nhìn thấy lão như vậy Cô cũng phần nào hiểu ra vấn đề lão hoàng thực chất là một gã dê xồm đứa nào vào cái động quỷ này cũng đã đôi ba lần qua tay lão thậm chí là cầm tiên nên việc gã nhòm ngó con bé mén cũng là điều dễ hiểu nhất là nó vẫn còn con gái lại trẻ đẹp con bé càng ngày càng đẹp ra làn da ngăm đen trước kia bây giờ thay bằng làn da trắng nõn cơ thể nó cũng đang dần phát triển những đường cong của cơ thể cũng ngày một hoàn thiện nó như một mỹ vị bày ra trước mặt lão hoàng Thì thử hỏi làm sao mà lão lại bỏ qua Chẳng qua là lão chưa có cơ hội mà thôi Vì vậy cầm tiên luôn để mắt đến con mén Cầm tiên nhìn lão hoàng rồi nói với giọng nhẹ nhàng Anh hoàng làm gì mà nhìn con bé nhăn tôi nút sống vậy à? Nó còn bé lắm anh Lão hoàng nhìn cầm tiên nhếch mép cười rồi nói Bé nhưng ngọt anh thích rồi lão đi đến áp sát vào người cầm tiên rồi đưa bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào mông cầm tiên sau đó bỏ đi cầm tiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm như thể kìm nén sự tức giận sợ hãi đang bùng phát tối hôm đó cô liền gọi mén vào phòng rồi hỏi em còn nợ má bao nhiêu tiền má ở đây chính là mụ hạnh mọi người ở đây đều gọi mụ là má Bác Hạnh nói khi nào hết nợ sẽ cho em về Chứ không nói là em còn nợ bao nhiêu Tiền lương thì bác Hạnh giữ lại hết để trừ nợ Mỗi tháng trích ra đưa cho em một triệu Mang về cho bà mua thuốc men với sinh hoạt Mụ già này đúng là khốn nạn mà Như này chả biết đến bao giờ mới trả xong hết nợ Mụ thật là xạo quyệt Mà em hãy hỏi kỹ mụ xem Tất cả em còn nợ mụ bao nhiêu ừ, Tại sao lại hỏi vậy cầm tiền cốc nhẹ lên đầu con mén rồi nói thế cậu muốn về với bà đừng hỏi nhiều cứ nghe lời chị em không thể ở lại đây nữa tí ngồi lại đây với chị vâng ạ nói dứt lời con mén lao ngay lên giường rồi trùm chăn đầy thích thú thỉnh thoảng nó lại xin chị tiên cho ngủ cùng vì nó rất thích cái cảm giác được ôm chị tiên ngủ được đúc trong lòng chị hệt như cảm giác được nằm trong lòng bà Cẩm tiên nhìn mén rồi khẽ nở nụ cười nhưng trong nụ cười đó mang đầy sự lo lắng của một người chị dành cho đứa em bé bỏng một hôm mụ hạnh đi lễ chùa tận trong nghệ an dự là phải tối khuya mới về tới nhà do làm điều sai trái nhiều nên mụ hạnh thường xuyên đi chùa lắm chắc mụ nghĩ chỉ cần thành tâm khấn phật thì mọi tội lỗi của mụ sẽ được phật thương tình mà xóa bỏ nhưng trời Phật nào độ cho sự ác độc của mụ. Còn cẩm tiên, người luôn theo sát mén lúc này đang bận tiếp khách. Lão Hoàng nhân cơ hội này mà giờ trò đổi bại với mén. Mén ơi, chú nhờ một chút. Còn bé mén vừa mở cửa phòng ra thì Lão Hoàng liền đẩy mạnh nó vào phòng, rồi đóng vội cửa phòng lại. Lực đẩy mạnh khiến con mén ngã lan ra đất. Lão Hoàng lao đến ôm ghì chặt con mén mà hôn lên khắp mặt nó còn mẹ sợ hãi liền gào khóc van xin cháu xin chú xin chú đừng làm vậy cháu sợ lắm sợ gì ngoan anh thương rồi anh cho tiền mà mua quần áo mới mà gửi về cho bà cháu cháu không cần đâu ạ chẳng muốn nhiều lời thêm nữa mặc kể lời van xin của mén lão hoàng vội vàng giật tung chiếc áo mỏng đất sờn cũ của mén mẹ sợ hãi liền cắn mạnh vào tay lão ta Do bị cắt đầu, lão hoàng tức giận, liền vung tay tát mạnh vào mặt con mén. Cú tát mạnh đến nỗi, mén nằm vật ra đất. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra, nhưng nó vẫn dùng hết sức mà gọi tên chị Cẩm Tiên. Vì nó biết, chỉ có chị Tiên mới có thể cứu nó lúc này. Chị Tiên ơi, chị Tiên, cứu em! Lão Hoàng liền bóp mạnh cổ mén, hai con người của nó trợn ngược mồm há hốc như muốn hít lấy chút không khí ít ỏi vào khoang miệng. Lúc tưởng chừng như sắp tắt thở thì lão hoàng buông tay ra. Đây là cảnh cáo, mày còn không yên phận thì tao giết, tao giết nghe không? Lão nói gằn lên từng tiếng, vừa nói bàn tay vừa vuốt ve trên cơ thể mén. Lúc này mén sợ hãi, chỉ biết nằm im, mặc cho con cầm thú kia đang chiếm đoạt lấy cơ thể mình một cách đầy đau đớn. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, nơi đáy mắt kia chỉ tràn đầy sự đau thương tuyệt vọng. Rồi một cơn đau chuyển đến nơi thân dưới, khiến mén cong mình lên để hứng chịu. Nó cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng. Mén cảm nhận một chất lỏng gì đó ấm ấm đang chảy ra. Lão Hoàng nhìn những giọt máu đỏ tươi, thì lão như hưng phấn cực độ, đã lâu lão chưa được nếm trải cái vị của gái trinh Nên cứ vầy lão ra sức mà hành sự thô bạo Mặc sự đau đớn của con mén Những tiếng rên nho nhỏ vì đau của mén Chỉ làm tăng sự hưng phấn của lão hoàng mà thôi Hành sự xong lão mặc lại quần áo Trước khi bỏ đi Lão còn vuốt ve một lượt trên cơ thể mén Như thể tiếc nuối Em đẹp lắm Anh đã lâu anh không có cảm giác này từ nay em là của anh nhé Ngoan anh thương Rồi gã rút trong túi ra hai tờ 500 nghìn Đặt lên ngực mén rồi vội vàng bỏ đi Đúng lúc đó cầm tiên cũng đi đến nơi Bắt gặp lão từ phòng mén đi ra Lão nhìn cầm tiên rồi nở nụ cười nhẹ Cả người cầm tiên như thể bị rút cạn sức lực Cô lê những bước chân nặng nề Khó nhọc đến trước cửa phòng con mén Bàn tay cô run run chưa muốn mở cửa Cô chỉ mong mọi việc mà cô đang nghĩ đến Không phải là sự thật con bé mén sẽ không có chuyện gì Cánh cửa từ từ mở Đập vào mắt cầm tiên là cảnh mà cô đã lường trước Nhưng sau khi nhìn thấy con mén nằm bất động ở đó Cơ thể đang lõa lộ phơi bày Trên đùi non vệt máu đỏ vẫn còn ươn ướt Cầm tiên đau lòng mà ngã khủy xuống Nước mắt cô rơi không ngừng Đôi môi cũng run lên theo từng nhịp. Trái tim lúc này như quặn lại, đau đớn hệt như nỗi đau mà con Mén đang gánh chịu. Cẩm Tiên bước từng bước đến bên Mén, cô ngồi xuống nâng đầu Mén lên mà ôm vào lòng, vuốt nhẹ nơi vết bầm trên mặt nó rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi, có chị ở đây." Nghe thấy những lời an ủi từ Cẩm Tiên, lúc này Mén muốn chút bỏ tất cả những đau đớn tuổi hổ. Nó khóc lớn trong lòng cầm tiên. Từ ngày hôm đó cứ hé nhìn thấy gá hoàng ở đâu, con mén liền tránh mặt, nhất là lúc vắng người. Nó sợ gá lại dở trò đổi bại với nó. Alo, anh Tiến à? Dạo này anh khỏe không? Lâu đồi không thấy liên lạc với em. Mộ hành nhận điện thoại của một ai đó, chẳng biết đầu xe bên kia nói gì, mà gương mặt được trang điểm đậm lộ ra biểu cảm rất vui vẻ. Ừ, vâng anh yên tâm ở em em sẽ không làm anh thất vọng đâu cúp điện thoại mụ đưa ánh mắt đầy nét quỷ quyệt nhìn về phía con cái mén rồi nở nụ cười ngày hôm đấy mụ hạnh có việc đi ra ngoài nhưng khác với mọi ngày mụ gọi mén đi cùng mén này mày đi cùng tao để xách đồ con mén nghe vậy liền bỏ ngang việc đang làm để đi theo mụ hạnh Chiếc xe dừng tại một sinh thự rất đẹp. Một người ra mở cổng rồi mời bà Hạnh vào. Con mén cứ lững thững theo sau. Nhìn khuôn viên ngôi nhà con mén không khỏi choáng ngợp. Nó hiểu chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là rất giàu có. Bước vào nhà một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen đã ngồi ở ghế như chờ đợi. Mộ Hạnh vừa nhìn thấy người đàn ông kia, mộ vội vã chào hỏi giọng nói mà ngữ điệu rất thảo mai. Em chào anh Tiến, lâu rồi mới gặp, nhìn anh càng ngày càng phong độ nghe. Cô cứ quá khen, cô ngồi đi. Rồi gã đàn ông kia nhìn về phía con mén đang đứng bên cạnh mụ hạnh, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mụ hạnh biết rằng lão Tiến đã ưng con mén rồi, lão rất thích mấy con bé mới lớn, lại giản dị, chân phương. Nên mặc dù con mén là một cuộc giao dịch mua bán, nhưng khác với mấy đứa khác Mộ hành lại không bắt con mén trang điểm ăn mặc váy vóc Anh thấy thế nào? Tổng quan thì ổn Nhưng không biết có đúng với yêu cầu của tôi không? Anh cứ yên tâm khoản đó Con bé này em mang về từ lúc lên 10 Nên nói như nào em hiểu hết cả Còn nếu như không đúng với yêu cầu Thì em sẽ không nhận một đồng nào ạ à? Lão Tiến cầm một sấp tiền đặt trước mặt mộ hạnh Tôi tin cô, đây là tiền công của cô. Nhìn thấy tiền, mắt mụ hành sáng rực lên, mụ vội cầm sắp tiền mà bỏ vào túi. Cô về trước hay đợi đây? Thôi, em đợi xong việc rồi cùng về. Vậy tôi sai người làm vài món để cô thưởng thức trong lúc đợi. Em cảm ơn, anh chu đáo quá. Nói dứt lời, Lão Tiến nhìn mụ hạnh với ánh mắt mang bao hàm ý mụ hạnh vội đứng lên mén ơi đi theo tao nhanh lên mén chẳng hiểu hai người bọn họ nói gì nhưng nghe mụ hạnh gọi mén cũng lững thững mà bước theo sau đến một căn phòng mụ hạnh mở cửa bước vào rồi quay sang con mén nói mày ngồi đây đợi tao nhé bác đi đâu ạ à? tao đi có việc chút mày cứ ngồi yên đây xong việc tao thưởng cho rồi cho nghỉ mấy hôm về thăm bà nghe đến việc được về thăm bà con mén vui mừng ra mặt vì hai tháng nay nó không được về thăm bà cánh cửa phòng vừa đóng lại thì một lúc sau lại mở ra con mén tưởng là mụ hạnh nhưng người bước vào chính là gã đàn ông trung niên khi nãy chính là lão tiến lão nhìn mén rồi nở nụ cười khả ố khiến con mén sợ hãi đứng bật dậy lúc này nó như hiểu ra vấn đề nó sợ hãi lao về phía cửa nhưng bị Lão tiến giữ chặt lấy lao bế thốc nó lên mà quăng lên giường lao lao vào con mén mà thỏa mãn thú tính ban đầu con mén đã sức dãy rủa chống cự nhưng sức của cô bé mới mười sáu làm sao mà kháng cự lại một cá đàn ông to lớn những điều đó chỉ đẩy sự ham muốn của gã lên đỉnh điểm mà thôi mén dần dần kiệt sức bàn tay nắm chặt ga giường để mặc cho gã đàn ông kia đang đa sức giải tỏa ham muốn trên cơ thể nó. Nước mắt nó lại rơi, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. Khi đã thỏa mãn thú tính, Lão Tiến nhìn chằm chằm con mén. Cả tức giận mà tát vào mặt nó tới tấp, vừa đánh vừa chửi. Mà cha con đĩ, chúng mày lừa tao hả? Lừa tao này, lừa tao này, mỗi một câu chửi đi kèm theo là một cái tát máu từ mồm từ mũi con mén chảy loang nổ trên khuôn mặt xinh đẹp con mén đã kiệt sức sau khi bị gã tiến rời bỏ thân xác nay lại bị gã đánh cơ thể yếu ớt của nó như chẳng chịu đựng thêm được nữa mà dần ngất đi lúc thấy con mén nằm im thì gã tiến mới dừng tay rồi gã bỏ đi vừa nhìn thấy gã đi ra mụ hạnh tôi cười hỏi anh thấy hài lòng không? Mày tính lừa tao hả? Tao không tiếc tiền để trả mày với cái giá cao nhất mua gái còn trinh để xả xôi. Vậy mà mày mang đến cho tao một con điếm. Anh nói sao? Em không hiểu. Anh nói nó không còn trinh sao? Mày thích thì đi mà kiểm tra. Em em xin lỗi anh ạ. À. Anh cho em thời gian em sẽ tìm cho anh. Mộ hành chưa nói dứt câu thì gá tiến liền nói. Cứ làm đúng như thỏa thuận Mộ hạnh đứng đơ ra mấy giây rồi lấy sắp tiền từ trong túi ra, đặt trước mặt gã tiến. Em gửi lại anh ạ, à, thật lòng em xin lỗi anh. Mày biết tao không phải là thằng hạng gái nào cũng lên giường. Những đứa lên giường với tao nhất định phải là gái trinh, chứ không phải là mấy con điếm mày hiểu không? Tao không phạt mày là may cho mày rồi đấy. Dạ vâng vâng, em em cảm ơn anh nhiều. Gã đút ra mấy tờ tiền rồi vứt về phía mộ hạnh rồi nói nhưng thôi tao vẫn trả cho mày như số tiền mà một con điếm bình thường đi khách mày vào mang nó về đi dạ trước mặt lão tiến dù tức giận nhưng mụ vẫn phải nở nụ cười gượng nhưng khi vừa quay lưng bước đi thì gương mặt của mụ không che nổi sự tức giận mụ biết lão tiến đến nay đã ngót chục năm cũng đã làm việc với lão nhiều lần chính mụ cũng là người cung cấp gái còn trinh cho lão xả xuôi lão trước giờ làm việc rất sòng phẳng nên không có việc lão lật mặt muốn hưởng lạc mà không chịu trả tiền mọi việc chỉ nằm ở chỗ con mén mà thôi khi cánh cửa vừa mở cũng là lúc con mén vừa mặc xong quần áo trên mặt và thân thể nó bây giờ một số chỗ vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc khoan lạc vừa rồi chẳng nói một lời mộ hành đi đến tát nó một cái thật mạnh khiến con mén mất thăng bằng mà ngã trên nền đất còn đĩ mẹ mày chứ Mày ăn nằm với thằng nào hả Mới tí tuổi mà đã biết lên giường với trai rồi hả Mụ hạnh nói mà chẳng nghĩ lại bản thân mình Rằng mụ cũng bước vào con đường làm đĩ từ năm 16 tuổi Nhưng không ai ép buộc mụ Mà là mụ tự nguyện Sự giày vò thể xác kia đã rút cạn sức lực của nó Nên khi bị mụ hạnh tát ngã Phải khó khăn lắm nó mới lại đứng dậy được mén nhìn mụ hạnh với đôi mắt đỏ hoe trong đó chứa đựng bao nhiêu sự uất hận căm phẫn thiếu nước muốn giết mụ nó chưa từng phản kháng hay nói một lời chống đối cãi lại mụ hạnh nhưng hôm nay lần đầu tiên nó dùng ánh mắt đó thể hiện cảm xúc của mình trong giây phút mụ hạnh cũng cảm thấy sợ hãi nhưng rất nhanh mụ lấy lại bình tĩnh giọng nói biểu cảm lại trở nên cay độc thế mày không về đi còn đứng đấy làm gì hả Trước lúc bước ra khỏi phòng, mụ còn nhìn lại về phía giường. Chiếc gà trắng toát nhỏ nhĩ kia, thật tình không lưu lại chút gì. Vừa về nhà, mụ đã tra hỏi mén. Thế mày đã ngủ với thằng nào hả? Mà cha con đĩ con mày có biết đã làm hỏng việc lớn của tao không hả? Mén chỉ biết cúi đầu không nói được lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, nó không dám nói ra sự thật là chính lão hoàng chồng mụ hạnh là kẻ cưỡng hiếp nó lấy đi sự trong trắng của nó Cầm tiên đẩy cửa bước vào giọng nói mang đầy sự lo lắng má con bé nó làm gì để má tức giận vậy con xin má tha cho nó nó còn bé chưa hiểu biết chuyện bé bé gì cái ngữ nó bé mà biết lên giường với trai đấy nếu vậy thì từ nay á tao cho mày làm đĩ làm đĩ để trả nợ nhé con Cầm tiền vội chạy đến cầm tay mụ hạnh nói trong nước mắt. Má ơi, con bé nó còn nhỏ lắm, xin má đừng bắt nó làm cái việc đó. Mụ hạnh giật mạnh tay ra khỏi tay cầm tiền, sẵn tiền tắt cùng một cái thật đau. Dường như mọi sự tức giận mụ dồn hết vào cái tát đó. Một bên má cầm tiền đã ửng đỏ, hẳn nằm đầu ngón tay của mụ. Mẹ mà cút ra, à? mày còn nhiều lời tao cho mấy thằng dạy dỗ lại đấy nghe đến đây cẩm tiên không nói thêm lời nào cô đi đến chỗ con mén nắm bàn tay đang run của nó mà dắt đi tại phòng con mén hay nói chính xác là cái nhà kho chứa đồ mà bao năm nay nó ngủ cẩm tiên đang bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể nó vậy là điều mà cẩm tiên lo sợ cuối cùng cũng đến ngay sau ngày hôm đó con mén đã được bà hạnh chính thức bắt làm đĩ để trừ nợ cho mụ mụ cũng đổi cho nó một cái tên nghe thật bắt tai để hành nghề đó là phương loan cẩm tiên bước vào lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mén em có sao không chị đưa em về phòng nhé sau những lời hỏi quan tâm thì cẩm tiên liền buông lời chửi thề mà cha thằng bệnh hoạn thế này thì chết con nhà người ta chứ còn là, gì là người nữa cô cầm lấy sấp tiền bo rút vội mấy tờ giấu dưới gầm giường rồi giúp con mén mặc lại quần áo. Khi hai người chưa bước ra khỏi phòng thì mụ hành đã đi vào. Nhìn thấy cầm tiên như đang cầm tiền bo thì mụ chìa tay trước mặt cầm tiên như muốn cô giao số tiền đó ra. Má ơi, má cho con mén nó giữ được không? Má nhìn nó xem, coi như số tiền đó mua thuốc men cho nó. Tiếp lão trùng kia cũng đâu dễ dàng. Mụ hành chẳng nói nhiều mà tát cầm tiên một cái như hiểu vấn đề, Cẩm Tiên liền đưa tiền cho mụ Hành với vẻ mặt đầy ấm ức. "Hết chưa hả? Tất cả có từng đấy à? "Bọn mày đâu?" Một thằng từ ngoài cửa chạy vào lục soát người con mén và Cẩm Tiên, nhưng chẳng tìm thấy gì, vì Cẩm Tiên đã nhanh chóng giấu tiền đi rồi. Đại lúc Mộ Hành không có nhà, cô sẽ quay lại lấy. Cầm tiền và mén vẫn dùng cách này để giữ lại tiền bo, tiền mà đáng ra cô được hưởng. Sau hôm tiếp đáo chung, mụ hạnh cho mén nghỉ sướng mấy ngày. Mén tính về thăm bà, nhưng trên mặt nó vẫn còn những vết tím. Nó sợ bà lo lắng nên lại thôi không về. Mặc dù nó rất nhớ và lo cho bà, giờ bà đã yếu hơn trước. Mụ hạnh đã nói hết hai năm nữa là nó trả xong nợ. Nó sẽ được về nhà nhưng với số tiền tích góp được Thì chắc một năm nữa Nó sẽ trả xong nợ Và được về chăm sóc cho bà Nó luôn vắt kiệt sức Mà phục vụ những người đàn ông đến đây Chỉ mong rằng những ngày được về nhà Về với bà được rút ngắn lại Mén đang nằm nghỉ Nó nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở Nghĩ là chị Cẩm tiên Nó không quay lại nhìn mà nói Chị tiên à Lão Hoàng nhìn thấy mén nằm trên giường chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng muốt khiến lòng dạ lão dạo rực lão ngủ với biết bao nhiêu đứa đàn bà rồi nhưng lạ thay chẳng một người nào khiến lão hưng phấn như với mén nhiều lúc trong đầu lão muốn mén là của riêng lão mà thôi mén thấy không ai trả lời thì quay lại nhìn nó sợ hãi khi thấy lão hoàng đang đứng đó nhìn nó trên khuôn mặt lão đang nở nụ cười tà dâm mén sợ hãi ngồi bật dậy nép sát mép giường cơ thể run lên. Tôi xin ông, xin ông tha cho tôi. Tôi đang rất mệt. Để anh xoa bóp cho em, em sẽ hết mệt ngay. Mẹ đã tiếp không biết bao nhiêu loại đàn ông, đủ các thành phần, từ trẻ cho đến già, từ lao động nghèo cho đến những kẻ có địa vị. Đã biết bao nhiêu người dày vò thân xác nó, nhưng nó không hề sợ hãi. Tâm can nó, cơ thể nó đã thích nghi hay nói chính xác hơn là nó đã chai sạn rồi. Nhưng riêng lão Hoàng, mỗi khi phải đối mặt với gã, mỗi khi gã đưa bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào người nó, thì nó lại sợ hãi tột cùng. Có lẽ do gã là người đầu tiên cưỡng bức nó, lấy đi sự thuần khiết của nó, là người đầu tiên khiến mén phải trải qua cái cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tuy mén giờ đây đã là một con đĩ nhưng nó chưa bao giờ tự nguyện để lão hoàng chạm vào người nó có thể lên giường với bất kỳ ai nhưng riêng lão hoàng thì không vì chỉ cần nhìn thấy gã thì giây phút nó bị gã làm nhục lại ùa về nó như vết dao cứa vào da thịt vào trái tim của mén mỗi lần gã cưỡng bức nó thì nó đều cảm nhận sự đau đớn như lần đầu tiên cứ như một vết thương lên da non lại một lần nữa bị trả sát đến rướm máu như chẳng thể đợi thêm được nữa lão hoàng lao vào mén như gá khát tình muốn thỏa mãn nhục dục thấp hèn mặc sự phản kháng của nó nhưng chẳng may cho nó là hôm nay mụ hạnh có việc đột xuất phải quay về nhà tay nắm cửa phòng mén đang rung lên như có ai đó đang cố mở cửa nhưng không được vì cửa đã bị chốt ở bên trong mén mở cửa ra cho tao hỏi chuyện còn mén và lão hoàng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu nhưng chẳng cần con mén mở cửa mụ hạnh liền tra chìa khóa vào ổ cánh cửa chưa đến mấy giây đã mở toang và mụ đã chứng kiến cảnh mén và chồng mụ đang trên giường không một mảnh vải che thân mặc dù là mén bị cưỡng bức không hề tình nguyện nhưng tình ngay ý gian mụ chỉ biết chồng mụ và con mén đang ân ái với nhau sau lưng mụ mụ hạnh lao vào mà đánh mà tác con mén tới tấp. Con xin má là ông ta cưỡng bức con, là ông ta cưỡng bức con. Lão Hoàng lúc này cũng mặc xong quần. Lão đứng nép sát tường, giọng thanh minh. Là nó rủ dỗ tôi, bà phải tin tôi. Mụ hải nghe vậy, máu hoàng thư lại nổi lên. Mụ lại càng ra sức mà đánh con mén thật lực. Dường như mọi phấn uất khi bị chồng phản bội bà đều dồn hết người mén. Cho đến khi con mén nằm im trên sàn nhà, cả cơ thể chảy chụa, bầm dập, tứa máu. Mụ mới dừng tay. Chị Tiên về rồi à? Chị uh, nhanh đi can má đi, mà đánh con mén chết mất. Nghe đến vậy, cầm tiên vội chạy đến phòng mén. Chắc chỉ mỗi cầm tiên không sợ bị phạt, mà nhiều lần can ngăn những trận đòn roi của mùa hành chút lên đầu mén chứ ở nơi này mọi người thương nó là vậy nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ nó khi cẩm tiên vừa đến cửa phòng thì cũng là lúc vợ chồng mụ hạnh đi ra chúng mày lo mà bảo nhau nếu việc này còn lặp lại thì không phải là bị đánh không thôi đâu dạ cẩm tiên vội chạy vào phòng nhìn thấy mén nằm dưới sàn nhà không một mảnh vải che thân Cả cơ thể đầy vết thương, vết mới chồng lên vết cũ, máu loang lộ trên cơ thể gầy guộc. Cô vội lấy tấm chăn mỏng, che cơ thể cho mén, rồi ôm nó vào lòng. Cô chẳng nói gì, cứ thế ngồi ôm nó, mặc cho nước mắt cả hai cứ thế tuôn rơi. Em không muốn sống nữa chị ơi, sống như này chẳng khác nào địa ngục. Còn bé này, đừng có nghĩ linh tinh, em phải mạnh mẽ lên, phải sống để còn về chăm sóc cho bà em định ngờ bỏ mặc bà một mình sao cẩm tiên vừa dứt lời thì mén lại khóc to hơn những tiếng nấc nghẹn chứa đựng bao nỗi uất hận đau thương ba tháng sau trận đòn dã man của mụ hạnh mén lại đón nhận một tin xét đánh vừa ngồi vào mâm cơm thì mén bịt miệng mà nôn khan thấy mén chạy vào nhà vệ sinh cẩm tiên vội vàng chạy theo mén ơi em làm sao đấy không khỏe chỗ nào chị đưa đi khám nhé dạ em không sao chị ạ à. có thật không sao không rồi cầm tiên nhìn mén như dò xét rồi cô hỏi có phải dạo gần đây em hay nôn khan khi ngửi thấy mùi lạ không em có thèm ăn món gì không em thèm ăn đồ chua lắm chị nhận thấy trên khuôn mặt của cẩm tiên có chút căng thẳng mén vội hỏi Chị Tiên ơi, có chuyện gì vậy? Hình như em có thai rồi. Có thai? Giọng mén hốt hoảng. Đấy là chị mới nghi ngờ thôi. Mà em không dùng biện pháp an toàn sao? Có thai chỉ là một phần chủ yếu là để tránh lây bệnh. Em có chị à? Rồi một chuyện gì đó vụt qua suy nghĩ của mén. Nó nhớ lần lão hoàng cứng bức nó, rồi mụ hành đánh hôm đó nó không có dùng biện pháp tránh thai nào nó định nhờ chị tiên đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng lại quên chị ơi cái thai này của của, của lão hoàng em nói sao của lão hoàng ư chuyện này tạm thời không được nói ra nhé thôi bây giờ em về phòng đi chị sẽ báo với má em bị bệnh chứ đang mang thai thì tiếp khách sao được nhớ xảy ra chuyện gì không hay lát nữa chị sẽ đưa em đi khám Dạ vâng Vậy là chiều hôm đấy cẩm tiên đưa mén đi khám Không ngoài dự đoán cái thai được gần 3 tháng rồi Và nó quá to để xử lý cẩm tiên với mén lo lắng suốt cả quãng đường về Tí nữa em xin má về thăm bà Rồi cáo bệnh một thời gian xem sao Đợi chị tìm cách chứ bây giờ chẳng còn cách nào khác Vâng ạ cẩm tiên và mén vừa về đến cửa đã thấy mụ hạnh ngồi vắt chân trên ghế giọng xéo sắt thế ở ốm đau như nào mà phải dưỡng dẻo kéo nhau đi khám hay là lại trốn việc hả để hôm nay tao mất mấy khách muốn nhanh về nhà thì liệu hồn mà làm việc chăm chỉ không là không xong với tao đâu còn con tiên mày đừng có mà vẽ đường cho hiu chạy nếu không thì chết với tao đấy vâng ạ giọng cậm tiên đáp khẽ rồi cả hai đi về phòng Cầm trên tay tấm hình siêu âm Mà lòng mén ngộn ngang bao nhiêu cảm xúc Nó vừa sợ Vừa ghét đứa bé đang mang trong bụng Nhưng đôi lúc nó lại thương Cái bảo thai đã tượng hình Đang dần lớn lên Có lẽ đó là mối dây liên kết Của tình mẫu tử Bất giác nó đưa bàn tay lên Xoa xoa cái bụng Cánh cửa phòng mở Một người đang đi đến gần mén Mà nó không hề nhận ra Thế à, mày làm gì mà ngồi thử ra đây không sửa soạn mà tiếp khách đi. Mén giật mình vội quay lại, thì thấy mộ hành đã đứng đó từ bao giờ. Nó vội giấu tấm hình siêu âm ra đằng sau. Con, con hôm nay mệt quá, má cho con xin nghỉ hôm nay nhé. Gương mặt mộ hành hiện rõ lên sự khó chịu. Thế à, nghỉ cả buổi rồi còn gì? Khách khứa thì đông, mày nghỉ thì lấy ai làm? Rồi mùa hành để ý đến gương mặt có phần căng thẳng của mén rồi mụ nhìn xuống cánh tay đang đưa ra phía sau lưng của nó Mày giấu cái gì kia, mang đây tao xem Không có gì đâu má Giọng của mén lúc này đã run lên vì sợ Người từng trải như mụ hạnh Không khó để nhận ra rằng Mén đang có chuyện gì giấu mụ Và chắc hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng Mụ hạnh đi gần tới phía mén Chẳng nói chẳng rằng Mụ lao tới tát mạnh mén một cái rồi nói lớn Đưa ra đây cho tao, nếu không mày đừng có trách." Mén vẫn giữ chặt tấm hình siêu âm trong tay, kiên quyết không đưa. Nhìn thấy mén như vậy, Mộ Hành liền gọi lớn. "Mấy thằng đâu?" Hai gã đàn ông cao to từ ngoài đi vào. "Chúng mày giữ nó cho ta." Hai gã đàn ông chạy đến giữ chặt mén. "Buông ra, buông tôi ra." Mộ Hành lấy tấm hình ra khỏi tay mén tấm hình siêu âm nhỏ bằng bàn tay đã bị nhào nát. Nhưng không khó để mụ hạnh nhận ra đó là tấm hình siêu âm thai. Mụ bóp mồm mén rồi quát. Mày có thai? Tao đã dặn chúng mày rồi. Làm gì thì làm, cấm để có thai cơ mà. Còn xin má. Cái thai này của ai? Của ai hả? Nói nhanh không tao cho người rạch bụng mày ra bây giờ. Nghe mụ hạnh nói vậy, mén sợ hãi mà nói thật là của chú hoàng ạ à. là chú hoàng Còn mén vừa dứt lời thì cả người mụ hạnh như tê cứng mụ không tin vào tai mình nữa cái thai là con của chồng mụ với con đàn bà khác điều mà mụ đã cố gắng bao nhiêu năm nay mà không có được mụ đã đi chùa đã uống bao nhiêu loại thuốc đông tây y thậm chí còn tìm đến các thầy mo cô đồng làm lễ tốn kém không ít nhưng cũng chẳng mang lại kết quả gì nhiều khi bản năng của một người đàn bà Khao khát được làm mẹ trỗi dậy Mụ nhìn những đứa trẻ Mà môi bất giác mỉm cười Lúc này mụ nhìn xuống bụng con mén Trong ánh mắt chứa đựng Sự ghen ghét đố kỵ. Thế sao mày dám chắc Đây là con của chồng tao Mà không phải của thằng nào khác Là hôm mà ông ta cứng bức con Hôm đó con đã không dùng biện pháp gì Cái thai cũng gần 3 tháng trùng với thời điểm đó Bỏ nó ra, việc này mày nên giữ mồm tao sẽ nói chuyện với mày sau và mọi chuyện vừa rồi đã bị lão hoàng đứng ngoài cửa nghe trộm trong lòng lão có chút gì đó vui mừng khi lão sắp được làm bố điều mà lão luôn ao ước lão nghĩ vợ lão không làm to chuyện như thế thì sẽ để cho con mén sinh con ra rồi vợ chồng lão sẽ nuôi nó nghĩ vậy lão vui sướng lắm nhưng lão không hiểu rằng vợ lão đâu phải người nhân từ Dầu lòng chắc ẩn đến vậy. Mụ đâu có bao dung đến độ đi nuôi con của chồng và một người đàn bà khác. Ngày hôm sau không thấy mén đâu, cầm tiên hỏi mụ hành thì được biết mụ cho mén nghỉ về nhà rồi. Nó chở ánh ra đấy thì làm được gì? Tao cho nó về nhà dưỡng thai, khi nào đẻ thì tao nuôi đứa bé. Dẫu sao thì tao cũng chẳng có con, coi như vợ chồng tao thuê nó đẻ. Nghe mụ hành nói vậy, giọng nói đầy sự ưu tư buồn bã nên cẩm tiên cũng đôi ba phần tin mụ nhưng khi cẩm tiên vừa đi mụ liền nhếch môi cười điều cười đầy nham hiểm mụ hải ngồi trước gương giảm lại lớp phấn để che đi sự già nua trên khuôn mặt mụ cầm chiếc lược lên toan trải đầu thì mụ thấy chiếc lược dính rất nhiều tóc những sợi tóc dài đen nhánh mụ biết chắc đây không phải là tóc của mình mụ quay qua nhìn chồng Gã vẫn còn đang say giấc trên giường, Mộ Đi đến tát mạnh một cái lên mặt gã. Cú tát khiến lão hoàng tỉnh giấc, lão quát: "Bà làm gì đấy hả? Sao lại đánh tôi?" Mộ Hành giơ chiếc lược lên rồi nói với giọng tức giận: "Ông mang con đĩ nào vào phòng tôi hả? Nói mau." "Bà nói gì vậy? Làm gì có con nào dám bước vào phòng ba?" "Nó không dám, nhưng ông thì dám để nó vào." Bà đừng có nói lung tung nữa Tôi chả mang con nào vào đây cả Vậy sao lược của tôi lại có tóc của người khác Chắc tóc của bà chứ tóc của ai vào đây Mụ hành đút một sợi tóc Rồi đưa ra trước mặt lão hoàng rồi nói Ông nhìn cho kỹ đi Tóc của tôi có dài như này đâu Lão hoàng thấy đúng như lời vợ nói Tóc của mụ không dài như này Lão liền thanh minh Quả thật tôi không biết mà Biết không đủ chứng cứ nên mụ cũng không nói nữa Nhưng nhất định mụ sẽ để ý đến chồng hơn Mụ hành biết sau lưng mụ lão hoàng cúng lên giường với gái Nhưng mụ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua Chỉ cần không để lại hậu quả là được Nửa đêm mụ hành dậy đi vệ sinh Lúc đang rửa tay bất giác mụ nhìn vào gương Thì thấy một nhân ảnh mở nhạt Vừa lướt ngang qua cửa Mụ vội vàng đi ra bật điện sáng Mụ hành đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy ai Mụ nghĩ bụng chắc do mình nhìn nhầm Chưa bây giờ là nửa đêm thì ai mà vào phòng mụ Nhưng khi vừa tắt điện thì mụ hành nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng hát du. Mụ bực mình chửi thề Mà cha con nào nửa đêm được còn hát với họ Vừa dứt lời mụ lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh Tiếng khóc ban đầu còn nhỏ Sau cứ lớn dần hơn Nghe rõ hơn Dường như tiếng khóc được phát ra Ngay ngoài cánh cửa phòng mụ mà thôi Mụ hành tính đi ra mở cửa Xem là đứa nào mang con mang cháu đến nhà mụ Để nó khóc quấy quả giấc ngủ của mụ Nhưng khi vừa đi ra đến gần cửa Mụ hành bất giác dùng mình Lùi dần lại phía sau Khi thấy tiếng cào vào cánh cửa Một tiếng nói thân quen vang lên Lúc xa lúc gần Âm u như từ cói âm ti vọng về mở cửa ra mở cửa ra mụ hạnh sợ đến nỗi người run lên bần bật mụ ngồi nấp sau cái tủ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa rồi những lọn tóc đen dài từ ngoài luồn vào khe cửa rồi cuộn chặt vào cái chốt cửa một tiếng tách vang lên cánh cửa từ từ mở ra một nhân ảnh với nửa thân dưới toàn máu đi vào mái tóc dài che phủ kín khuôn mặt trên tay đang bế một đứa trẻ sơ sinh với thân hình bị khâu vá chẳng chịt Đó chính là vong hồn của con mén Con mén tìm tới ngồi trước bàn trang điểm của mụ hạnh Nó cũng lấy phấn mà dặm lên mặt Rồi lấy lược chải đầu Mỗi lần chải là một mớ tóc rụng xuống Dính kín cái lược Vong hồn nó vẫn ngồi trước gương Nhưng cái đầu quay ngoẹo về đằng sau Đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm về phía mụ hạnh Đang nấp ở cạnh tôi Biết má trốn ở đâu rồi nhá Biết trốn ở đâu rồi Còn trang điểm như này xinh không má Có xinh không Mụ hành cả người run lên lẩy bẩy Không nói được một lời Mụ gọi chồng nhưng lão vẫn ngủ say Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều Không một chút động đậy Ra đây nào Ra đây con trang điểm cho nào Từ đâu một đoạn dây đốn dài thòng lóng Quấn chặt vào cổ mụ hành mà kéo lê mụ đến trước mặt vong hồn mén Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi Tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho mẹ con cô Tha ừ Vậy lúc tôi đau đớn xin tha Sao mụ không tha cho tôi hả? Sao mụ không tha cho tôi? Mén dùng được chải đầu cho mụ hạnh Mỗi một lần chải là kéo theo cả mảng tóc Để lộ ra lớp da đầu đỏ lòm Mụ hạnh đau đớn lắm nhưng mụ chỉ có thể chịu đựng Vì cả người mụ bây giờ cứng đờ như tượng Không thể cử động được Tiếng cười của con mén vang lên khắp căn phòng Nghe thật thê lương rùng rợn Mày muốn có con không? Tao sẽ cho mày con Sẽ cho mày con Sau cùng Mén dùng móng tay sắc nhọn của mình Mà đâm nhiều nhát vào bụng mụ hành Rồi xé ổ bụng mụ ra Sau đó nhét cái bảo thai kia vào bụng mụ Mộ hành lúc này cả người co giật mấy cái Miệng trào máu tươi Mà chút hơi thở cuối cùng Sáng ngày hôm sau Cứu, cứu Có ai không cứu với Có người chết, có người chết Mọi người nghe thấy tiếng lão kêu Thì tất cả chạy vào phòng lão Khi cửa vừa mở Ai nấy đều sợ hãi lùi lại Khi chứng kiến một cảnh kinh dị Cái xác nằm kia chính là mộ hành Cái đầu chọc lốc để lộ ra những mảng da đầu đầy máu, nơi ổ bụng bị phanh ra. Chỉ độ nửa tiếng sau công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra cái chết của mụ hành. Trong cùng ngày hôm đấy thì lão hoàng chồng mụ cũng nối gót vợ mà ra đi. Cái chết của lão cũng kinh dị không kém vợ lão. Phòng ngủ của lão hoàng lúc này đã bị nghiêm phong để điều tra. Mà chẳng nghiêm phong thì lão cũng chẳng dám ngủ đấy nữa vậy là tối hôm đấy lão sang phòng của mén ngủ lão cầm chiếc váy trắng của mén đưa lên mũi mà ngửi khi ánh điện phòng tắt chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ lão mơ hồ thấy bóng dáng của mén đang đứng nhìn lão trên người nó mặc chiếc váy trắng mà lão vừa cầm lão hoảng bật dậy gọi mén với giọng điệu thân thương ra diết mén đúng không em là em đúng không còn vợ anh chết rồi chỉ cần em đồng ý anh sẽ cưới em còn chúng mình cầm một mái nhà đủ cả bố và mẹ rồi lão ôm lấy mén mà sợ tay lên bụng nó nhưng lão cảm nhận một thứ nước ấm ấm dính dính có mùi tanh tanh như mùi máu con mày chết rồi còn đâu lão hoàng nghe vậy thì sững người lão hỏi lại mày nói gì vậy chết là sao mày đã làm gì con của tao hả con đĩ có phải mày đã phá bỏ nó rồi đúng không vợ mày giết chết con mày rồi nó giết chết con mày rồi Và nó cũng giết cả tao rồi Nghe đến đây lão hoàng sợ hãi lùi dần lại Cho đến khi người lão chạm mép tường Từ ổ bụng mén một đứa trẻ chui ra Nó lao tới mà ôm xiết lấy đầu lão hoàng Con mày đấy, mày bế nó đi chứ Tiếng cười của mén cứ vang lên Tiếng cười đầy bi ai, phẫn uất Vòng nhị kia dùng cái dây rốn Mà thít chặt lấy cổ lão hoàng Đi cùng con nào bố Bố xuống đấy chơi với con nhé Một lúc sau thì lão hoàng cũng tắt thở Nằm vật ra đất Đặt dấu chấm hết cuộc đời xấu xa của lão Chẳng hiểu sao dạo gần đây cầm tiên không ngủ ngon giấc Cưa đến nửa đêm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Cô cứ nghe thấy bằng vẳng đâu đó như tiếng ai gọi mình nhưng cô không thể nhận ra là giọng của ai cẩm tiên nghĩ chắc do mình mệt nên mộng mị lung tung nhưng hôm nay thì cô lại nghe thấy rất rõ tiếng người gọi cô không ai khác là của mén cẩm tiên tỉnh dậy giữa đêm thì nhìn thấy vong hồ mén đứng đó mén ơi em về lúc nào đấy em chết rồi chị ơi bà ta giết mẹ con em rồi không phải bà ta cho em về dưỡng thai ư rồi mén kể lại toàn bộ sự việc cho cầm tiên nghe Ngày hôm đấy Mày thay quần áo rồi đi theo tao Đi đâu vậy má Đi khám thai thôi Xem cái thai có khỏe không ấy mà Trong lòng mén cũng dấy lên sự nghi ngờ Nhưng nó lại nghĩ Nếu bà ta muốn làm gì Thì đã làm ngay sau khi biết chuyện rồi Nên cô đi theo mụ hạnh Mà chẳng biết mọi thứ kinh khủng đang đợi cô ở phía trước. Do có hẹn trước, nên khi vừa đến nơi, mén đã được chỉ định vào khám luôn. Mộ hạnh cũng theo vào. Trên màn hình là hình ảnh em bé đang quấy đạp. Mén nhìn vậy khẽ nở nụ cười. Trải với nét mặt vui vẻ của mén thì khuôn mặt của mộ hạnh trở nên lạnh lẽo, chẳng chút cảm xúc. Nhưng thật ra trong lòng mụ đang trào dâng lên nỗi tức giận ghen tức. Đứa trẻ là con trai, rất khỏe mạnh nhé. Khi khám xong, mụ hành bảo bén ra ngoài đợi để mụ nói chuyện với bác sĩ. Hãy phá cái thai đó đi giúp tôi. Cái thai to quá rồi, tôi sợ. Bao nhiêu tiền chị cứ nói. Vừa dứt lời, mụ hành đặt một sấp tiền lên bàn. Xong việc, tôi bồi dưỡng thêm. Nhìn thấy sấp tiền thì bà bác sĩ liền gật đầu. Vậy cô muốn làm khi nào? Ngay bây giờ được không? Được, để tôi đi sắp xếp Rồi họ đưa mén vào một căn phòng khác làm lên kia đi Rồi dạng chân ra hai bên ừ, Bác sĩ ơi, cho tưởng khám rồi mà Thì uh, cô cứ nghe lời tôi đi Bà bác sĩ biết đây là trường hợp phá thai không thuận tình Nên tránh để cho mén quấy đạp phản kháng Và liền tiêm cho mén một liều thuốc gây tê toàn thân Nhưng mén vẫn tỉnh táo Mộ hành đứng bên cạnh nhìn mén bằng ánh mắt sắc lạnh. Mộ khẽ nhếch mép cười. Lúc này mén mới nhận ra mộ không hề có ý tốt. Mén muốn vùng dậy chạy khỏi nơi này, nhưng cả người nó đã bị tê cứng chẳng cử động được. Mén sợ hãi mà van xin. Con cầu xin má, má thả cho con, con. <laughs> con nữa, nó là thứ nghiệp chủng, là thứ con hoang. Không đáng được sinh ra trên đời này còn đĩ mày đã dụ dỗ chồng tao thì nay mày phải trả giá với lại mày còn chưa trả xong nợ cho tao mày phải phá bỏ nó phải phá bỏ nó <laughs> trong căn phòng lạnh lẽo này thì lòng người mới thật sự lạnh lẽo vô cảm Mẹ không cảm thấy đau về thể xác nhưng lại rất đau nỗi đau từ tận sâu trong tim nó nhận thức được họ đang làm thủ thuật lấy con nó ra nó đau đớn mà rơi lệ nó nhìn mụ hạnh rồi nói giọng nói thâm trầm bà có biết vì sao đến giờ bà không có con không mặc dù bà đã đi hết đền to phủ nhỏ cầu xin mà trời phật không thương vì bà không đáng làm mẹ đứa trẻ được sinh ra bởi người độc ác như bà lại lớn lên trong môi trường xung quanh đều là đĩ thì thử hỏi nó được giáo dục tốt hay không nên bà không nên làm mẹ là đúng là trời phật có mắt rồi mén nhếch môi cười mà hai hàng lệ vẫn rơi. Mộ Hành muốn trừng phạt mén vì những lời nói vừa rồi. Mộ Tiến đến nơi cái thai vừa được lấy ra, Mộ bưng cái khay đựng bào thai đỏ hòn này đã là cái xác lạnh ngắt được phân thành nhiều mảnh đến trước mặt mén rồi nói từng tiếng: Mày nhìn đi, đây là thứ nghiệt trùng được lấy ra từ bụng mày đấy. Nó cũng đâu được làm người, mày cũng đâu được làm mẹ trong đáy mắt mén hẳn lên sự giận dữ nó gào lên trong tuyệt vọng lúc này bác sĩ cũng hét lên băng huyết rồi băng huyết rồi lấy thuốc tiêm cầm máu nhanh lên rồi bà bác sĩ nhìn sang bà hạnh quát bà đừng làm cô ta kích động nếu không thì không cứu được đâu sau những cố gắng của tất cả bác sĩ y tá cũng chẳng mang được mén thoát khỏi cửa tử vốn dĩ phá bỏ cái thai lớn đã là điều khó khăn với lại nơi đây chỉ là phòng khám tư, trang thiết bị không được tối tân như bệnh viện, nên khi xảy tha sự cố dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được. Trước khi mén chốt hơi thở cuối cùng, nó chỉ nói đúng một câu: "Tao sẽ về đòi mạng chúng mày." Mộ Hành tìm mấy thằng nghiện ngập, cho chúng nó ít tiền rồi nhờ chúng mang xác mén chôn dưới bãi đất hoang nơi chân cầu. Còn mộ cứ thế mà coi như không có chuyện gì. Nếu ai hỏi thì mụ chỉ cần nói là mén bỏ đi theo trai là xong. Nghe mén kể đến đâu, cầm tin như thắt từng đoạn ruột đến đấy. Cô không tin rằng người em mình yêu quý đã mãi mãi rời xa mình. Đi đi chị, nơi này sắp cháy rồi. Hãy thầy em chăm sóc bà nhé. Kiếp này em nợ chị, kiếp sau em sẽ trả. Nói xong thì vong hồn mén cũng biến mất cầm tên cúng thu dọn đồ có giá trị rồi đi như lời men nói cháy cháy rồi mọi người giáo giác chạy ra khỏi căn nhà ba tầng hôm sau thông trên các mặt báo là quán karaoke hoàng hạnh bị cháy người ta tìm thấy xác của ông chủ trong đám cháy trong buổi chiều nắng nhạt bà cụ tấm vẫn như mọi hôm ngồi ngoài cổng trông về phía xa trong đôi mắt đục của cụ mọi vật trở nên mờ ảo thậm chí cụ cũng đã bị lẫn hễ nghe thấy giọng của người con gái nào cụ cũng hỏi mén về với bà hả con người qua đường cũng chỉ lắc đầu rồi nhìn cụ với ánh mắt thương cảm một bóng dáng từ xa xuất hiện cụ tấm cũng như thường lệ cất tiếng hỏi mén về hả con một bàn tay nắm lấy đôi tay của mén Rồi cất giọng nhẹ nhàng vâng ạ à, con là mén đây con về với bà rồi Từ nay con sẽ không đi đâu nữa Bà cháu mình cùng vào nhà nhé Trong đôi mắt đục kia trào ra hai hàng lệ Cầm tên khẽ lau đi giọt nước mắt của bà Rồi dìu bà vào trong nhà Cô đặt tấm di ảnh của mén lên bàn thờ Từ giờ chị sẽ thay em chăm sóc bà Em yên tâm nhé Em gái Trên mâm cơm đạm bạc Những tiếng cười của hai bà cháu vang lên Đầy hạnh phúc xô tan đi cái lạnh của ngày đông cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay hai câu chuyện rất hay phải không ạ à? còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé